Đến hôm nay Na Lan mới biết bà ngoại lấy danh nghĩa là một người mẹ nuôi dưỡng mình suốt 25 năm qua. Cô hỏi mẹ chuyện này có phải là thật không? Chẳng phải lúc đầu chính miệng mẹ đã nói Pearl là chị gái của con, tại sao bây giờ lại trở thành mẹ của con như vậy? Bà mẹ giải thích rằng mình không muốn cháu gái khi vừa chào đời đã trở thành trẻ mồ côi, càng không muốn con lớn lên trong nỗi đau mất mẹ, vì vậy mới tạo ra một lời nói dối hoàn hảo như vậy. Biến cố đột nhiên ập đến khiến Na Lan cảm thấy mình như đang nằm mơ. Cô chợt nhận ra bí mật bố muốn nói với mình trước khi qua đời chắc chắn có liên quan đến chuyện này. Bà mẹ giữ im lặng không trả lời câu hỏi của con gái. Bây giờ Na Lan mới nhận ra người bố mình vừa nhắc tới không phải là bố ruột của mình. Cô hỏi mẹ tại sao lại tàn nhẫn như vậy, mẹ làm theo cách của mình để khống chế cuộc đời con. Con hy vọng những gì mẹ vừa nói không phải là sự thật. Bà mẹ dùng ánh mắt kiên định nói với con gái không ai dám thay đổi sự thật này. Bà cố gắng an ủi con gái nhưng đã bị cô ấy từ chối. Na Lan yêu cầu mẹ không được chạm vào người mình. Nói xong cô lập tức bỏ đi. Tài xế thấy Na Lan khóc lóc chạy ra, anh cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể lặng lẽ đi theo sau cô ấy. Trong đầu Na Lan không ngừng nhớ về những gì mẹ từng nói. Bây giờ cô mới biết tại sao 25 năm qua mẹ chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cho mình, thì ra ngày mà cô được sinh ra cũng là ngày giỗ của mẹ. Hơn nữa mẹ cũng chưa bao giờ yêu thương mình, bởi vì bà cho rằng chính cô đã hại chết con gái của bà ấy. Bà mẹ lúc này cũng rất đau lòng, bà đã giữ bí mật này suốt bao năm qua chỉ vì muốn bảo vệ Na Lan, để con bé không bị người đời chỉ trỏ, nào ngờ mình đã vô tình lôi cả người chồng vô tội vào chuyện này. Ở trên xe, tài xế hỏi Na Lan mình có thể đưa cô ấy đến bờ biển một lát được không, vì tinh thần của cô bây giờ không thích hợp để về nhà. Sau khi đến bờ biển, tâm trạng của Na Lan dần dần ổn định, còn tài xế chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh. Na Lan kể với tài xế cô chưa bao giờ nhận được tình yêu của mẹ, từ nhỏ đến lớn chỉ cần mình có lỗi nhỏ khiến mẹ không hài lòng thì sẽ nhận được những lời trách móc và hình phạt ngay lập tức. Ngay cả từ khủng khiếp cũng không thể diễn tả nổi độ tệ hại về tuổi thơ của tôi. Nếu như anh chứng kiến những gì tôi đã phải trải qua thì anh sẽ cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên cuộc đời này. Điều khiến tôi cảm thấy mỉa mai hơn đó là bà ấy lại chính là bà ngoại của tôi. Bà ấy cho rằng lời nói dối hoàn hảo của mình đều vì muốn tốt cho tôi mà chưa từng hỏi tôi có muốn hay không. Tài xế an ủi Na Lan, cho dù bà ấy có là mẹ hay là bà ngoại của cô đi nữa thì anh có thể cảm nhận được bà ấy chính là người yêu thương cô nhất. Bà ấy làm như vậy không muốn cô bị tổn thương, càng không muốn cô đi vào vết xe đổ của mẹ mình. Chúng ta chỉ nhìn thấy mặt mạnh mẽ và điên rồ của bà ấy mà chưa từng nghĩ rằng có lẽ bà ấy đã phải khóc hàng đêm. Nếu như cô cảm thấy bây giờ mình rất đau khổ thì bà ấy còn đau khổ hơn cô gấp trăm lần. Những lời nói của tài xế dường như đã chạm đến trái tim Na Lan. Cô không còn trách mẹ nữa, mà bây giờ cô đang suy nghĩ không biết bố ruột của mình là ai, bây giờ ông ấy đang ở đâu, liệu có biết đến sự tồn tại của đứa con gái này hay không. Tài xế nhắc nhở Na Lan thay vì ở đây phiền não thì chi bằng lấy lại tinh thần rồi đi tìm bố ruột của mình. Na Lan nghe xong liền đứng dậy, cô quyết định sẽ đi tìm sự thật. Trên đường về, bạn thân gọi cho tài xế nói rằng xe của mình bị hỏng giữa đường, bây giờ cô cần tài xế đến giúp. Na Lan đã nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người họ. Cô cũng nhận ra sự khó xử của tài xế nên đã nói với tài xế rằng mình không sao, cứ cho cô xuống ngã tư phía trước để cô tự về. Cùng lúc đó, mối tình đầu bị bố xe đát bỏ rơi đã đến nhà xe đát. Bây giờ thời cơ đã chín muồi, bà ta sẽ đích thân lấy lại những gì đáng lẽ phải là của mình. Nếu như ông ấy biết được con gái mình sắp kết hôn với con trai ông ấy thì không biết ông ấy sẽ phản ứng thế nào. Mẹ xe đát ra mở cửa liền nói rằng mình không quen bà ta. Nhưng khi bà béo nói ra tên của con gái mình đã khiến mẹ xe đát rất sốc. Bà béo hỏi mẹ xe đát đây là cách gia đình bà tiếp đón khách hay sao, đáng ra phải nhiệt tình mời tôi vào nhà mới đúng chứ. Mẹ xe đát không có thiện cảm với người đàn bà trước mặt mình, bà cảm thấy vị khách này giống như muốn tới đây để gây chuyện. Bà béo lộ rõ vẻ khiêu khích như thể mình mới chính là chủ nhân của ngôi nhà này. Bà ta chê bai đồ đạc trong gia đình họ quá cũ khiến người ta nhìn vào cảm thấy ngạt thở, nhìn không giống như một gia đình giàu có chút nào. Kể từ sau khi biết tin mình có thai, tâm trạng của cô người yêu cũ rất tốt, đứa con trong bụng giống như lá bùa hộ mệnh để cô có thể giữ chân xe đát. Một lát sau, bà mẹ ôm ri vật của con gái trở về biệt thự. Bây giờ bà không biết con gái có chấp nhận được sự thật này hay không, mình sẽ phải giải thích như thế nào với chồng và con gái. Trở về phòng, bà ngồi rũ trên giường, toàn thân không ngừng run rẩy nói với Giúp Việc, Na Lan đã biết hết mọi chuyện, chắc chắn con bé sẽ không tha thứ và chấp nhận một người mẹ như bà ấy. Giúp Việc sợ Na Lan không thể chấp nhận sự thật này rồi làm chuyện dại dột liền gọi cho cô ấy. Nhưng lúc này Na Lan đang mất bình tĩnh, cô không muốn nghe thêm bất kỳ chuyện gì liên quan đến mẹ mình nữa. Giúp Việc đã ở nhà họ từ khi cô còn bé, bà ấy không thể không biết tất cả những chuyện đã xảy ra. Nếu như mẹ là thủ phạm thì bà ấy chính là đồng phạm, cô không ngờ những người mình tin tưởng nhất lại lừa dối mình. Một khi tình cảm giữa người với người mất đi lòng tin thì có bù đắp thế nào đi nữa cũng không thể quay lại như lúc đầu. Không thấy con gái nghe điện thoại, bà mẹ lo lắng sẽ xảy ra chuyện nên định đi tìm con gái, nào ngờ lúc này cơ thể bà đã kiệt sức trực tiếp ngã xuống đất, miệng vẫn không ngừng gọi tên Na Lan. Giúp Việc sợ hãi nhanh chóng xuống nhà gọi người tới giúp. Đến khi mọi người lên đến nơi thì phát hiện bà mẹ đã ngất rồi, mọi người hợp sức cùng nhau đưa bà ấy lên giường. Mẹ xe đát yêu cầu Giúp Việc gọi bác sĩ tới đây kiểm tra. Bên này chị gái đã tới tìm xe đát đề nghị em trai mua lại toàn bộ số cổ phần của mình để em trai trở thành người có cổ đông lớn nhất công ty. Bởi vì cô biết rõ mặc dù anh trai tàn tật nhưng đầu óc vẫn rất minh mẫn, còn em trai có tham vọng lớn lao nhưng chỉ là một kẻ vô tích sự.
Xe đắt đương nhiên rất vui khi thấy chị gái toàn tâm toàn ý ủng hộ mình, nhưng vấn đề bây giờ là cho dù anh ta có thế chấp toàn bộ tài sản của mình cũng không đủ tiền để mua lại số cổ phần của chị. Chị gái khuyên xe đắt hãy dùng khả năng ăn nói của mình để thuyết phục Na Lan giao lại mảnh đất mà bố đã tặng cho cô ấy. Như vậy chẳng phải tất cả mọi vấn đề đều đã được giải quyết rồi sao? Xe đắt cảm động rớt nước mắt khi được chị gái đưa ra gợi ý. Anh rể đứng bên cạnh đã nhìn ra ý đồ của vợ mình nên đã khuyên hai chị em họ đừng làm như vậy. Nếu như bị bố phát hiện thì mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối. Tuy nhiên tên xe đắt bất tài này bỏ ngoài tai những lời anh rể nói. Anh ta quyết tâm thuyết phục vợ để mình trở thành cổ đông lớn nhất trong công ty mà không hề biết rằng mình đã mắc bẫy của chị gái. Sau khi kiểm tra, bác sĩ thông báo bà mẹ vì phải chịu kích động mạnh đã gián tiếp gây ra cơn đau tim nên mới ngất đi, dặn dò giúp việc nhất định phải chăm sóc sức khỏe cho bà ấy, tuyệt đối không được để bà ấy bị kích động lần nữa, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Giúp việc rất đau lòng khi thấy bà chủ bị như vậy, bà cảm thấy có lỗi vì không thể giúp được gì cho hai mẹ con họ. Bà béo chứng kiến cả gia đình xe đắt đang trong tình cảnh hỗn loạn. Sau khi xem xong màn kịch hay, bà ta hả hê chuẩn bị ra về, không ngờ đến cổng lại gặp bố xe đắt. Ông cảnh cáo bà ta không được phép đến quấy rầy gia đình mình. Bà béo liền nói ông nên chuẩn bị sẵn tâm lý, nói không chừng sau này ngày nào chúng ta cũng sẽ gặp nhau. Mặc dù Na Lan đã về đến trước cổng nhà nhưng cô không dám xuống xe. Trong đầu cô lúc này không ngừng nhớ lại những hình phạt tàn nhẫn mà mẹ đã dành cho mình suốt 25 năm qua. Để tránh bị nhà chồng phát hiện, cô lau nước mắt điều chỉnh cảm xúc chuẩn bị vào nhà, nhưng khi vừa đến sân đã gặp bác sĩ. Bác sĩ dặn dò cô phải chú ý đến sức khỏe của mẹ, bây giờ bà ấy tuổi cao sức yếu, tuyệt đối không được để bà ấy kích động. Na Lan tỏ thái độ thờ ơ khi biết tin mẹ bị bệnh. Mẹ chồng bất ngờ khi thấy con dâu bình tĩnh lạ thường, có đứa con nào không lo lắng khi biết mẹ bị bệnh như vậy không? Na Lan nói qua loa vài câu rồi đi thẳng vào nhà. Mẹ chồng thấy con dâu hôm nay khác hẳn với ngày thường liền khẳng định hai mẹ con họ chắc chắn đã xảy ra tranh cãi. Na Lan lặng lẽ mở cửa phòng, nhìn thấy mẹ đang nằm trên giường, cô không biết phải lấy thân phận gì để quan tâm bà ấy, là con gái hay là cháu ngoại. Lúc này bà mẹ cũng đã phát hiện Na Lan đến, bà không ngừng gọi tên cô ấy, còn chủ động đưa tay mình ra ám chỉ đây là lần đầu tiên mình cần được an ủi. Vốn tưởng rằng Na Lan sẽ quan tâm mình như trước kia, nhưng không ngờ cô ấy đã quay đầu né tránh, đóng cửa lại dứt khoát rời đi. Giúp việc tới thuyết phục Na Lan xuống thăm mẹ, nhưng lúc này Na Lan không thể đối diện với mẹ, cô từ chối ý tốt của giúp việc, nói rằng mình đang rất mệt muốn được nghỉ ngơi. Na Lan trở về phòng tức giận ném áo khoác xuống giường, những tổn thương mà mẹ gây ra đã khắc sâu trong lòng cô. Lúc này giúp việc đi tới cầu xin cô xuống phòng thăm mẹ. Cô không muốn nói chuyện thì chỉ cần ngồi bên cạnh cũng được, bà ấy không chịu ăn cũng không chịu uống thuốc, tôi lo rằng bà ấy sẽ không qua khỏi. Na Lan nói rằng mình mới là người đau lòng nhất bởi vì tất cả mọi người đều ùa vào lừa gạt cô ấy. Từ nhỏ đến lớn bà đều tham gia vào những hình phạt của mẹ tôi nhưng chỉ biết giương mắt nhìn, sau đó giải thích với tôi mình không thể giúp gì được. Tôi coi bà như người thân của mình nhưng bà đã làm tổn thương tôi. Bây giờ bà hãy về nói với mẹ tôi rằng tôi tuyệt đối sẽ không xuống thăm bà ấy. Giúp việc bất lực buồn bã rời đi. Na Lan đến bên cửa sổ muốn được nhìn thấy ánh sáng của đời mình nhưng cô đã nhìn quanh sân cũng không thấy bóng dáng tài xế đâu cả. Cô không hề biết rằng tài xế đang nấp ở một góc lặng lẽ quan sát mọi hành động của cô. Không nhìn thấy tài xế khiến Na Lan càng thêm bực bội, cô đóng cửa sổ thật mạnh không cẩn thận đã bị kẹp tay. Nhưng cảm giác đau đớn ở tay vẫn còn kém xa so với nỗi đau ở trong tim cô lúc này. Đến tối tên chồng cặn bã tan làm trở về nhà, nhìn thấy vợ ngồi một mình trong phòng thay đồ, anh ta đi tới hỏi có phải hôm nay đã xảy ra chuyện gì rồi không? Na Lan lúc này không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa. Cô chất vấn chồng đã biết chuyện mẹ là bà ngoại mình từ khi nào. Xe đắt vội vàng giải thích mình mới chỉ biết vài ngày trước. Na Lan bây giờ mới biết thì ra đây là lý do mấy ngày hôm nay anh ta luôn nói bóng nói gió mình. Anh cũng chỉ vô tình biết qua lời kể của người yêu cũ mà thôi, lúc đó anh vẫn chưa xác nhận chuyện này có thật hay không nên mới thăm dò em. Na Lan nghe xong càng thêm tức giận. Các người quả nhiên là cùng một ruột với nhau, tại sao con đàn bà đó lại biết chuyện của nhà mình? Chỉ một mình tôi là không biết chuyện này, anh còn cố ý thăm dò tôi, lẽ nào anh cho rằng hai mẹ con tôi là kẻ lừa đảo đúng không? Na Lan không thèm quan tâm đến những lời giải thích của chồng, cô lập tức đuổi anh ta ra ngoài. Cùng lúc đó, chị gái xe đát đã đến nhà tên đầu chọc, cô hy vọng ông ta sẽ hợp tác với mình cùng xây dựng một khách sạn có quy mô lớn hơn, khách sạn của bố để bố cô phải hối hận vì quyết định không để mình điều hành công ty. Tên đầu chọc nói rằng tiền không phải vấn đề nhưng chuyện đất đai thì ông ta không thể làm gì được. Chị gái xe đắt liền nói trước khi cô ấy tìm đến đây đã tính toán cả rồi, chỉ cần đợi thêm 2 ngày nữa sẽ có người dâng đất đến tận tay họ, đến lúc đó họ chỉ cần ngồi tận hưởng thành quả của mình thôi. Tên đầu chọc đã đồng ý hợp tác với chị xe đắt bởi vì bố xe đắt chính là người mà ông ta căm ghét nhất. Người chồng thấy vợ đã giận quá mất khôn, anh cố gắng khuyên vợ mình đừng chấp bố, nếu như làm như vậy chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn mà thôi, ai cũng biết bố chỉ vì muốn ngăn cản chuyện kết hôn của anh cả nên mới đưa ra quyết định như vậy. Nhưng chị gái xe đát không chịu nghe những lời khuyên của chồng, cô cho rằng bố không công nhận công sức của mình bỏ ra, trong lòng ông ấy cô còn không bằng người anh trai tàn tật. Bên này, con gái bà béo đang tự tay làm thiệp cưới cho đám cưới của mình, cả hai đều mong muốn có một cuộc sống và tương lai tốt đẹp hơn. Anh trai hy vọng sau này họ sẽ có đông con để cả gia đình sum vầy, anh tin rằng mình sẽ trở thành người bố tốt nhất trên cuộc đời này. Cô người yêu nói rằng họ sẽ được như ý nguyện. Cả hai không hề biết rằng hạnh phúc này sắp phải kết thúc.
bởi vì mẹ xe đát qua lời kể của chồng đã biết bà béo chính là người yêu cũ của chồng, còn người yêu của con trai mình lại chính là con gái của bà ta, vì thế bà tuyệt đối không chấp nhận cuộc hôn nhân của hai người họ. Sau khi xe đát rời đi, Na Lan lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Khi cô mở cửa ra thì nhìn thấy một chiếc hộp ở dưới sàn nhà, cô tin chắc chiếc hộp này là do tài xế mang tới. Khi mở ra thì phát hiện bên trong ngoài những món đồ để băng bó vết thương ra còn có một thanh sô-cô-la mà cô thích ăn nhất. Nhưng tại sao tài xế lại biết chuyện mình bị thương, bởi vì chuyện này cô chưa từng nói với bất kỳ ai. Cô cố chịu đau để xử lý vết thương, lúc này giúp việc lại tới phòng khuyên cô xuống thăm mẹ nhưng vẫn bị Na Lan từ chối. Giúp việc nói rằng cô không nên phủ nhận những công sức mà bà ấy đã dành cho mình, cho dù bà ấy có làm gì đi nữa thì mục đích cuối cùng cũng chỉ vì để bảo vệ cô. Na Lan lập tức phản bác cô không cần cách bảo vệ biến thái như vậy. Cách bảo vệ của mẹ khiến cô thường xuyên gặp ác mộng, có những lúc cô còn không thiết sống nữa. Chị gái xe đát ngồi sẵn ở phòng khách đợi em trai về. Vừa gặp mặt cô liền cảnh cáo em trai nếu như không giao miếng đất cho mình thì cô ta sẽ sang nhượng cổ phần cho người khác. Nếu như vậy thì cả đời này xe đát cũng đừng mong được nắm giữ công ty. Lời đe dọa của chị gái khiến xe đát có thêm động lực. Anh không cam tâm từ bỏ cơ hội ngàn năm có một này. Xe đát đành vác mặt trở về phòng để dỗ dành vợ rồi đề cập đến chuyện miếng đất nhưng đã bị Na Lan từ chối. Cô biết rõ tên cặn bã này chắc chắn có chuyện muốn nhờ vả mình nên mới thay đổi thái độ như vậy. Tay của tôi bị thương, mẹ tôi bị ốm nằm trên giường, anh cũng không hỏi han một câu, bây giờ lại muốn có được miếng đất. Xe đất nói rằng đây là cơ hội hiếm có, nếu như vợ có thể đưa miếng đất cho mình thì anh ta sẽ trở thành cổ đông lớn nhất của công ty, đến lúc đó cô ấy chỉ cần ở nhà hưởng thụ. Na Lan nói rằng mình không bao giờ quan tâm đến địa vị hay tiền bạc, chỉ cần chồng ngoan ngoãn ở nhà không ra ngoài lăng nhăng là cô đã mừng lắm rồi. Sau khi bị vợ mắng, xe đát đã đến nhà người yêu cũ để trút giận lên cô ta, nếu như không phải vì cô ta lắm mồm thì mình sẽ không biết bí mật của mẹ vợ. Chuyện này vốn dĩ không liên quan gì tới anh ta vậy mà bây giờ nó đã khiến kế hoạch của anh ta thất bại. Cô người yêu cũ bắt đầu nổi điên. Lần nào anh gặp chuyện cũng đổ hết mọi tội lỗi lên người tôi. Hai người họ đã cãi nhau ầm ĩ vì một chuyện nhỏ nhặt. Cô người yêu cũ mỉa mai mẹ Na Lan không xứng được làm mẹ. Xe đát lập tức ngắt lời. Cô thì xứng chắc, cô xem cô đối xử với hai con mình như thế nào, mỗi ngày đều ra ngoài ăn chơi trác táng còn mặt dày chê bai người khác. Câu nói này đã khiến cô người yêu cũ tức giận, cô ta không muốn đôi co nhiều liền lấy vũ khí bí mật ở dưới sofa cho xe đát xem. Anh nói tôi không thể là một người mẹ tốt vậy mà Chúa lại cho tôi thêm một cơ hội được làm mẹ, lần này tôi nhất định sẽ trở thành một người mẹ tốt. Xe đát kinh ngạc nhìn vào ảnh siêu âm trên tay mình. Cô người yêu cũ nói rằng không cần nói cũng biết đứa con trong bụng mình là của ai, mắt mũi của nó giống hệt như anh ta. Xe đát không thể bình tĩnh được nữa, anh nói rằng rất lâu rồi mình không động đến cô ta sao tự nhiên lại có thai được. Anh quên cái hôm mà anh đến nhà tôi vụng trộm tháng trước rồi sao? Xe đát nói thẳng dù thế nào đi nữa thì anh ta cũng sẽ không nhận đứa con này, nếu như cô kiên quyết muốn sinh đứa bé ra thì cô tự nuôi nó. Hôm sau Na Lan lấy lại tinh thần chuẩn bị trở lại làm việc quên đi hết những chuyện không vui. Lúc này giúp việc đi tới nói rằng mẹ cô có chuyện quan trọng cần nói, bà ấy bảo cô đến đó ngay lập tức. Na Lan buồn bã tới phòng mẹ. Đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với mẹ kể từ khi biết được thân phận thật sự của mình. Cô hỏi mẹ gọi mình tới đây có phải muốn nói về chuyện của mẹ ruột mình hay không? Nếu như con có câu hỏi gì thì cứ hỏi, mẹ sẽ thành thật giải đáp. Na Lan liền nói, bây giờ cô chỉ muốn biết bố ruột mình là ai, tại sao mẹ lại sinh ra cô khi còn trẻ như vậy. Bà ngoại tóm lược lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra rằng năm đó bố Na Lan mất sớm nên bà đã đón cô về nhà. Na Lan hoàn toàn không tin những lời bà ngoại nói, đến bây giờ mà bà ngoại vẫn chưa chịu thành thật. Cô tức giận rời khỏi phòng. Đối với bà ngoại mà nói cho dù Na Lan có oán hận mình thì bà cũng không thể nói cho cháu gái biết bố ruột của mình là ai được, vì một người bố không chịu trách nhiệm sẽ chỉ mang đến cho Na Lan những thất vọng mà thôi. Na Lan ra ngoài sân yêu cầu tài xế đưa mình tới bờ biển để giải tỏa tâm trạng. Khi đến bờ biển, Na Lan đã thổ lộ những tâm sự trong lòng với tài xế. Bây giờ cô chỉ tin tưởng một mình anh ấy, ông ngoại yêu thương cô nhất đã qua đời, bố mẹ cô cũng không còn nữa, chồng cũng không phải là người mà cô có thể dựa vào, người thân chỉ còn lại bà ngoại đầy rối trá. Cô cảm thấy rất cô đơn, không biết tiếp theo sẽ phải đối diện như thế nào. Tài xế đi về phía Na Lan. Tôi sẽ không bao giờ để cô phải cô đơn một mình, nếu khi nào cô cảm thấy tổn thương chỉ cần quay đầu lại tôi vẫn luôn ở đó. Mặc dù tôi không trải qua những câu chuyện của cô, nhưng tôi có thể cảm nhận được những nỗi đau đó. Đối diện với những lời nói ngọt ngào của tài xế, Na Lan đã từ chối tình cảm của anh ấy. Hai người chỉ có thể là bạn bè bình thường, lý trí mách bảo cô bắt buộc phải giữ khoảng cách với anh ấy. Tài xế đồng ý nếu như không được Na Lan cho phép thì sau này anh tuyệt đối sẽ không nhắc tới chuyện này nữa. Được giúp việc chăm sóc chu đáo, sức khỏe của bà mẹ cũng đã hồi phục dần dần. Biết tin con gái đã ra ngoài từ sáng sớm, bà lập tức đến phòng con gái đợi. Đúng lúc này nhìn thấy Na Lan và tài xế về cùng nhau khiến bà lại bắt đầu suy diễn về mối quan hệ của hai người. Khi Na Lan đi vào phòng, bà mẹ liền đi tới hỏi hôm nay cô ấy và tài xế đã đi đâu, hai người ra ngoài để làm gì. Na Lan giải thích mình chỉ ra biển để đi bộ, anh ấy là tài xế của nhà này thì việc đi cùng mình là điều đương nhiên. Bà mẹ chất vấn con gái muốn kéo dài mối quan hệ mập mờ này mãi đúng không? Na Lan liền cãi lại rằng bà ấy có tư cách gì để kiểm soát mình, cả đời này cô đã phải chịu những tổn thương không thể xóa nhòa nên bây giờ không thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô cũng không thể yêu thương bà ấy giống như trước kia bởi vì bà là bà ngoại chứ không phải là mẹ của mình.
Na Lan yêu cầu bà mẹ sau này đừng áp đặt những quy tắc vô lý cho mình nữa, cũng đừng mơ nghĩ tới chuyện cô sẽ tiếp tục trở thành con rối trong tay bà. Bà ngoại đã tổn thương sâu sắc trước những câu nói này, bà chỉ nhìn Na Lan một cái rồi quay người rời đi. Trở về phòng, bà bắt đầu suy nghĩ tiếp theo sẽ phải làm như thế nào. Xét theo cục diện này, mình bắt buộc phải trở thành kẻ yếu trước. Bà dặn dò giúp việc thu dọn hành lý. Tối nay hai người họ sẽ rời khỏi căn biệt thự này. Trong lòng bà biết rõ Na Lan đã bị mình kiểm soát 25 năm qua, mặc dù con bé oán hận mình, nhưng nếu như bà thật sự rời khỏi đây thì con bé sẽ vác mặt tới cầu xin mình ở lại, đến lúc đó bà sẽ xoay chuyển cục diện trở thành người kiểm soát. Cùng lúc đó, chị gái chất vấn Sedat đã lấy được mảnh đất trong tay vợ chưa, nếu như bỏ lỡ cơ hội hiếm có này thì đừng trách mình không giúp đỡ. Sedat nghe xong vội vàng gọi về dục vợ nhanh chóng tới công ty. Lúc này hai chị em họ vẫn chưa biết rằng kế hoạch của họ sắp thất bại, bởi vì tên đầu chọc đã đến gặp bố Sedat tiết lộ chuyện chị gái Sedat sắp thành lập công ty riêng. Hai đứa con của ông ấy đang chuẩn bị dụ Na Lan ra mảnh đất của cô ấy ra, nhắc nhở ông ấy phải chuẩn bị sẵn kế hoạch đối phó, đừng để các con phải đối đầu nhau vì tài sản của gia đình. Bố Sedat không ngờ hai đứa con của mình lại ngu ngốc như vậy, bây giờ ông có làm gì đi nữa cũng sẽ làm tổn thương các con, ai cũng là máu mủ của mình, ông không biết rốt cuộc mình nên giúp ai. Đúng lúc này tài xế đột nhiên đi tới xin từ chức, nói rằng nhà mình có việc gấp phải về xử lý. Bố Sedat nói rằng nếu như anh gặp khó khăn thì tôi có thể giải quyết giúp anh. Nhưng tài xế đã từ chối lòng tốt của ông ấy. Hết cách, ông bố chỉ đành đồng ý với quyết định của anh ấy. Na Lan chuẩn bị tới công ty thì phát hiện nhà mình đã thay tài xế mới. Khi cô đi tới hỏi người đàn ông thì mới biết tài xế đã từ chức. Na Lan hiểu lầm chuyện này là do mẹ mình gây ra. Cô không hiểu tại sao bà ấy toàn làm tổn thương những người vô tội như vậy. Na Lan cảm thấy bất an khi không có tài xế ở bên cạnh. Khi đến cửa công ty thì bắt gặp tài xế. Cô lập tức đi tới hỏi nguyên nhân anh ấy từ chức là gì. Tài xế nói rằng nhà mình có chút việc gấp phải về quê xử lý, anh cũng không tiết lộ địa chỉ nhà mình cho Na Lan biết. Na Lan rất thất vọng, cô có hàng nghìn lý do để giữ anh ấy lại nhưng một chữ cũng không dám nói ra. Bây giờ người duy nhất mà cô có thể tâm sự cũng đã rời bỏ mình. Tài xế bảo Na Lan đừng suốt ngày nhìn ra cửa sổ nữa, phải bước ra ngoài mới có thể nhìn thấy những hy vọng mới. Na Lan nhìn bóng lưng tài xế rời đi, khoảnh khắc này thời gian như dừng lại. Cùng lúc đó bố Sedat đã tới tìm con trai cả, ông hy vọng con trai có thể giải quyết chuyện này ổn thỏa, bằng mọi giá phải giữ chắc cổ phần của công ty, nó là tất cả tâm huyết ông làm việc vất vả cả đời này không thể để rơi vào tay người khác như thế được. Sau đó anh trai đã gọi hai người em đến phòng làm việc của mình chỉ trích hành động của họ chính là phản bội bố. Em gái phẫn nộ đáp lại mình đã cống hiến cả thanh xuân cho công ty nhưng đến cuối cùng chẳng có được cái gì, bây giờ cô ấy muốn ra ngoài tự kinh doanh thì có gì là sai. Nếu như em muốn tự mình phát triển thì anh sẽ ủng hộ em hết mình, nhưng em lại ngu ngốc giúp người khác cạnh tranh với khách sạn của nhà mình, anh tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra. Hai chị em Sedat dự định sẽ giấu anh trai để Na Lan ký tên lên giấy chuyển nhượng đất, nào ngờ đã bị anh trai đoán được âm mưu của họ. Anh bảo Na Lan về nhà trước, khi nào mình về nhà sẽ giải thích với cô ấy sau. Na Lan vốn đã không có tâm trạng nghe thấy vậy liền về nhà. Vào đến sân, cô hỏi quản gia lùn nguyên nhân tài xế xin từ chức là gì. Quản gia nói rằng mình cũng không biết tình hình cụ thể như thế nào, anh bảo Na Lan phải đi hỏi bố chồng. Na Lan nghe xong lập tức đến hỏi bố. Bố chồng nói tài xế đột nhiên xin từ chức, hơn nữa anh ấy khẳng định lần này đi sẽ không bao giờ trở lại đây nữa. Na Lan biết tin đã rất sốc, thậm chí cô không còn sức lực để leo cầu thang, bây giờ chỗ dựa duy nhất của cô đã biến mất. Một lát sau cô bị mẹ gọi sang phòng bà ấy. Vừa bước vào cô đã nhìn thấy đống hành lý ở dưới sàn nhà. Na Lan tưởng rằng mẹ sẽ chuyển về nhà, không ngờ bà mẹ đã nói rằng mình và giúp việc sẽ rời khỏi đây đến một vùng đất mới. Nếu như con đã căm ghét mẹ như vậy thì mẹ sẽ để con được toại nguyện. Bà mẹ vốn tưởng rằng khổ nhục kế này sẽ khiến con gái mềm lòng như trước kia, nào ngờ đã thất bại. Con gái không những vẫn căm ghét mình mà còn không thèm quan tâm đến việc mẹ chuyển đi. Điều này khiến bà vô cùng đau lòng. Nhưng bây giờ đã tuyên bố dõng dạc như vậy rồi, hành lý cũng đã thu dọn xong xuôi, nếu như không đi thì cũng không được. Na Lan trở về phòng không ngừng đấu tranh tư tưởng, cô tự an ủi bản thân khó khăn lắm mình mới mạnh mẽ một lần, tuyệt đối không được mềm lòng. Sau đó cô đi đến cửa sổ nhìn xuống tài xế mới không khỏi nhớ lại những ký ức tốt đẹp với tài xế. Trong căn biệt thự lạnh lẽo này chỉ có một mình anh ấy ở bên động viên cô, anh ấy giống như cây hoa ngọc lan trong lòng cô, vừa có thể cho cô bóng mát vừa khiến cô cảm nhận được ánh nắng ấm áp. Bây giờ anh ấy rời đi đột ngột như vậy khiến cô như người mất hồn. Cô lấy những hạt giống cây hoa ngọc lan ra trồng, hy vọng nó sẽ nhanh lớn để ở bên cạnh mình. Cùng lúc đó cô người yêu cũ bắt đầu lấy đứa con ra để kéo Sedat về bên mình. Cô ta cố ý gọi cho Sedat bảo anh ta đưa mình đi khám thai. Sedat không thể chấp nhận đứa con từ trên trời rơi xuống này bởi vì sự xuất hiện của nó sẽ làm gián đoạn mọi kế hoạch của mình. Anh ta cố gắng thuyết phục người yêu cũ đi phá thai. Con người yêu cũ nghe xong lập tức cảnh cáo, nếu như anh dám có ý nghĩ đó thì đừng trách tôi phá vỡ hạnh phúc gia đình anh. Sedat không còn cách nào khác chỉ đành đến cầu cứu chị gái. Chị gái biết tin đã nổi trận lôi đình. Sedat nói rằng mình vô tội, đây là tai nạn ngoài ý muốn. Chị gái mắng em trai lúc nào cũng chỉ biết gây chuyện, bây giờ còn chưa lấy được mảnh đất của Na Lan thì lại đến chuyện cô người yêu cũ có thai, nếu như cô ta lấy đứa bé ra để đe dọa gia đình mình thì phải làm thế nào. Sedat khuyên chị gái nên bình tĩnh lại, mình nhất định sẽ nghĩ cách để người yêu cũ phá thai. Nhưng chị gái thừa biết loại người đê tiện như cô ta nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy được.
Nhưng cô cho rằng chưa chắc đứa bé này đã là của em trai mình, trước hết họ phải dỗ dành cô ta trước sau đó lặng lẽ điều tra chuyện này xem trong thời gian đó ngoài xe đắt ra còn có ai đến nhà cô ta thông mồn cầu hay không. Đến tối cô người yêu cũ lại gọi tới đe dọa xe đắt nếu như không đến đây với mình và các con thì cô ta sẽ gửi ảnh siêu âm đến nhà anh ta ngay lập tức. Chị gái dặn dò xe đắt đừng mất cảnh giác vào thời điểm quan trọng này, bây giờ dù cô ta có đưa ra điều kiện nào thì em trai cũng phải đáp ứng. Vì vậy xe đắt đã mang một món quà đến nhà người yêu cũ giả vờ nói những lời tình cảm với cô ta. Mặc dù cô người yêu cũ đã nhìn ra ý đồ của xe đắt nhưng cô ta không quan tâm, chỉ cần anh ta luôn ở bên mình là được. Tối nay là lễ đính hôn của anh trai xe đắt và con gái bà béo. Con gái dè dặt hỏi mẹ có thể buông bỏ thù hận được không? Bà mẹ liền nói chắc chắn điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Bà dặn con gái nên nhớ kỹ đây chỉ là một phần trong kế hoạch của họ. Cô con gái không dám nói với mẹ mình thật lòng yêu anh trai xe đắt vì không muốn mẹ thất vọng. Một lát sau bố xe đắt dẫn con trai đến nhà gái. Bà béo phát hiện mẹ xe đắt không đi cùng liền hỏi tại sao bà ấy lại không đến dự tiệc đính hôn của con mình. Bố xe đắt nói dối vợ mình không khỏe nên đã ở nhà nghỉ ngơi. Bà béo biết rõ chắc chắn không có chuyện như vậy, có lẽ bà ấy không đủ dũng khí để xem màn kịch hay này nên mới ở nhà. Nửa đêm bà mẹ và giúp việc xách theo hành lý chuẩn bị rời khỏi biệt thự. Na Lan nghe thấy động tĩnh nên đã ra ngoài kiểm tra. Cô vốn muốn đi tới thuyết phục mẹ ở lại nhưng đã bị bà ấy từ chối. Bà ta còn đưa tay ra ám chỉ hai người họ phải giữ khoảng cách. Nếu như con đã không muốn nhìn thấy mẹ nữa vậy thì mẹ sẽ biến mất khỏi tầm mắt của con. Sau này khi mẹ mất con cũng đừng tới tham dự của mẹ bởi vì mẹ cũng không muốn nhìn thấy sự xuất hiện của con. Nói xong bà liền quay người rời đi. Đến cuối cùng khi nhìn thấy mẹ lên xe, Na Lan vẫn không thể nói ra một câu mẹ ơi mẹ đừng đi. Quay vào căn nhà trống, tất cả mọi người đều đã ra ngoài chỉ còn một mình. Na Lan cảm thấy rất cô đơn. Trước đây những lúc cô cảm thấy tổn thương luôn có tài xế ở bên cạnh. Bây giờ cô rất nhớ nụ cười của tài xế, nụ cười có thể sưởi ấm trái tim cô. Khi con tim chiến thắng lý trí, cô đã không kiềm chế được mà gọi cho tài xế. Lúc này tài xế chuẩn bị lên xe khách để về quê. Nhìn thấy Na Lan gọi tới anh vốn định tắt máy nhưng cuối cùng vẫn bấm nghe. Na Lan cũng đã nghe được tiếng anh ấy đang lên xe ở đầu dây bên kia, biết anh ấy sắp rời xa mình. Cuối cùng Na Lan đã lấy hết can đảm để tỏ tình với anh ấy. Anh có thể ở lại vì tôi được không? Trước đây anh đã từng nói sẽ luôn ở bên tôi cơ mà. Tôi rất cần anh, không có anh thì tôi biết sống thế nào. Tuy nhiên tài xế đã nói với Na Lan xe đã đi rồi, bây giờ anh ấy sẽ không quay lại đây nữa. Na Lan rất buồn vì không thuyết phục được tài xế ở lại. Lúc này cô giống như một hòn đảo cô đơn trên biển. Nhớ lại hồi nhỏ mỗi khi mình phạm lỗi, ngoài việc những hình phạt thì mẹ còn dùng cách bỏ nhà đi để đe dọa cô. Lần nào cũng đe dọa nếu như không còn mẹ nữa thì cô sẽ trở thành trẻ mồ côi lang thang đầu đường xó chợ. Một đứa trẻ đang trong giai đoạn cần có mẹ sao có thể dương mắt nhìn mẹ rời đi như vậy. Cho dù đó không phải là lỗi của mình, cô cũng đều khóc lóc nhận sai để giữ mẹ ở lại. Những quan niệm sai lệch của mẹ đã gieo rắc vào đầu mình khiến Na Lan bây giờ rơi vào bước đường cùng. Cùng lúc đó trong lễ đính hôn của anh trai xe đát, bà béo đã phản đối cuộc hôn nhân của hai con với lý do mẹ xe đát không tôn trọng gia đình họ. Phải biết rằng hôn nhân không phải là chuyện riêng của hai đứa trẻ mà là chuyện của cả hai gia đình. Chưa gì gia đình ông đã coi thường con gái tôi thì ai có thể đảm bảo sau khi kết hôn nó sẽ hạnh phúc. Bố xe đắt nhận ra bà ta đang cố tình gây khó dễ, ông chuẩn bị nổi nóng nhưng may mà tên đầu chọc đã ngăn lại. Anh trai không muốn vợ sắp cưới khó xử liền nói rằng mình sẽ gọi mẹ tới đây. Bà mẹ nghe điện thoại cũng rất áy náy, tiệc đính hôn của con trai là chuyện vui nhưng bà thật sự không thể đối diện với người đàn bà trơ trẽn kia, có thể chấp nhận con gái bà ta làm con dâu mình đã là quá lắm rồi. Anh trai không hiểu tại sao mẹ không thể đến đây, lẽ nào trong lòng mẹ con không quan trọng hay sao? Câu nói của con trai đã khiến bà mủi lòng, đành phải đến dự lễ đính hôn. Nhìn thấy mẹ tới anh trai mới thở phào nhẹ nhõm. Biết mẹ xe đắt nóng tính, bà béo đã cố tình khiêu khích bên tai bà ấy. Mẹ xe đắt nghe xong lập tức tuyên bố mình không chấp nhận cuộc hôn nhân này trước mặt mọi người. Bà nói với con trai cuộc hôn nhân này chỉ là một âm mưu, bà béo chính là mối tình đầu năm xưa bị bố bỏ rơi nên bà ta đã cố tình để con gái mình tiếp cận con. Câu nói này chính miệng bà ta đã nói với mẹ. Mọi người nghe xong ai nấy đều tỏ ra kinh ngạc. Đối mặt với những lời hùng biện của mẹ xe đát, bà béo liền lật mặt phủ nhận mình không hề nói như vậy. Anh trai xe đát tỏ ra nghi hoặc, anh quay sang hỏi vợ sắp cưới mọi chuyện là như thế nào. Nhìn thấy cô ấy im lặng rơi nước mắt, anh đã có câu trả lời của mình. Anh không nói không rằng lập tức rời khỏi nhà họ. Mẹ xe đát nói với bà béo tôi đã vì hạnh phúc của con trai mà vui vẻ chấp nhận cô con dâu này, nhưng không ngờ người mẹ vô nhân tính như bà đã hủy hoại hạnh phúc của con gái mình. Sau khi tất cả mọi người ra về, bà mẹ lại cảnh cáo con gái đây chỉ là một kế hoạch cấm con gái khóc vì anh trai xe đát. Gia đình xe đát vừa về nhà, hai vị phụ huynh đã xảy ra tranh cãi kịch liệt. Ông bố chỉ trích vợ cứ lôi những chuyện trong quá khứ ra nói khiến con trai mất mặt. Bà vợ cũng đáp trả bảo chồng mở to mắt ra mà xem bà béo mới là người gây chuyện chứ không phải là mình. Nếu như không phải vì con trai gọi thì mình cũng không thèm tới đó. Na Lan bối rối khi nhìn thấy bố chồng nổi giận. Lúc này xe đát cũng về tới nhà. Hai vợ chồng họ đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Na Lan hỏi chị gái mới biết hôn sự của anh trai đã bị hủy bỏ. Bà mẹ cảm thấy có lỗi với con trai, bà không hề muốn mọi chuyện xảy ra như vậy chỉ vì lúc đó không kiềm chế được cảm xúc của mình. Thấy mọi chuyện trong nhà đang rối tung lên, Na Lan buồn bã ra sân ngồi một mình.
Tuy nhiên chỉ cần nhìn ra cổng thì tâm trí cô chỉ toàn là hình bóng tài xế. Lúc này ở ngoài cổng xuất hiện một người đàn ông đang đi tới. Na Lan ngẩng đầu lên nhìn thấy người đàn ông mình ngày đêm mong nhớ. Cô vội vàng chạy về phía anh ấy nhưng đúng lúc quan trọng đã kịp dừng chân. Tài xế quay lại khiến Na Lan rất vui, hai người còn cùng nhau tâm sự trên hiên nhà. Dường như chỉ cần gặp nhau là họ lại có vô số chủ đề để nói. Tài xế nói rằng đây là lần đầu tiên anh rơi nước mắt vì người khác, cũng là lần đầu tiên anh cảm thấy đau lòng như vậy. Không muốn để Na Lan phải khó xử, tài xế nói dối lần này mình quay về không phải vì cô ấy, anh sẽ tiếp tục làm tốt công việc tài xế của mình. Một lát sau Na Lan tới phòng của mẹ, cô nằm lên giường tưởng tượng ra cảnh mẹ đang ôm mình trong lòng. Lúc này bà mẹ và giúp việc đang chuyển tới một khách sạn cách đó không xa để có thể âm thầm theo dõi mọi hành động của con gái. Na Lan đột nhiên phát hiện bức thư mẹ đã để lại cho cô ở dưới gối. Nội dung bức thư miêu tả chi tiết toàn bộ câu chuyện xảy ra năm đó và những tình yêu mà mẹ dành cho cô. Kể từ khi con gái Pearl qua đời, mẹ đã nhiều lần muốn đi cùng con bé nhưng đã bị bố con ngăn lại. Vì không thể đối diện với con nên 15 ngày sau mẹ mới đón con từ bệnh viện về nhà, mẹ luôn tự nhủ với bản thân phải kiên cường đối diện với sự thật này. Mặc dù từ trước tới nay mẹ chưa bao giờ nói yêu con nhưng mỗi tối khi con ngủ say mẹ đều đến bên giường hôn lên má con. Tất cả những sự kiểm soát nghiêm khắc của mẹ đều vì muốn bảo vệ con mà thôi. Sau khi đọc xong bức thư, Na Lan vội vàng gọi cho mẹ. Giúp việc rất vui khi nhìn thấy Na Lan gọi tới, bà liền nói với bà chủ kế hoạch đã thành công rồi. Nhưng bà mẹ lại nói rằng đây chỉ mới thành công một nửa, cần phải để con bé cảm thấy tội lỗi, tuyệt đối không được nghe máy. Không chỉ như vậy, bà còn yêu cầu giúp việc phải tắt nguồn điện thoại. Na Lan gọi cho mẹ rất nhiều cuộc nhưng vẫn không có ai nghe máy. Cô cho rằng lần này mình thực sự đã có lỗi với mẹ. Khi trời gần sáng, Na Lan đang ngủ say thì đột nhiên nhận được tin nhắn của giúp việc. Cô nhanh chóng gọi lại cho bà ấy mà không hề hay biết mình đã mắc bẫy của mẹ. Giúp việc làm theo lời bà chủ dặn cố ý tiết lộ sáng hôm nay hai người họ sẽ rời khỏi thành phố này. Hơn nữa ý của bà chủ là lần này họ sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa. Na Lan vô cùng lo lắng, cô bảo giúp việc gửi địa chỉ khách sạn cho mình, dặn dò bà ấy phải nghĩ cách kéo dài thời gian cô sẽ lập tức tới đó. Sau khi biết Na Lan đã đi đúng kế hoạch của mình, bà mẹ mới nói kế hoạch của họ sắp thành công rồi. Na Lan sốt ruột không dám chậm thêm một giây phút nào. Tài xế nhìn thấy cô ấy mới sáng sớm đã ra ngoài liền đề nghị để mình đi cùng. Không lâu sau nghe thấy tiếng gõ cửa, bà mẹ yêu cầu giúp việc ra mở cửa. Khi nhìn thấy Na Lan đi vào, bà mẹ già vừa nổi giận mắng giúp việc trước mặt con gái vì dám tiết lộ địa chỉ của họ. Na Lan ngây thơ, không biết hai người họ chỉ đang diễn kịch, cô còn đứng ra nói đỡ cho giúp việc. Bà mẹ nói thẳng mình không rảnh để ở đây cãi nhau với con gái. Na Lan hạ giọng thuyết phục mẹ về nhà, cho dù đã xảy ra chuyện gì đi nữa thì từ giờ về sau mẹ vẫn là mẹ của con, hơn nữa con cũng sẽ thay mẹ mình bù đắp tình cảm cho mẹ. Bà mẹ đã đạt được âm mưu của mình lập tức lấy lại uy nghiêm. Nếu như con đồng ý với những điều kiện mà mẹ đưa ra thì mẹ sẽ về cùng con. Thứ nhất, từ giờ cho đến khi chết con không được nói ra thân phận của mình với bất kỳ ai, dù ở đâu đi nữa cũng phải gọi mẹ là mẹ. Thứ hai, con phải nhanh chóng có thai. Thứ ba, con bắt buộc phải giữ khoảng cách với tên tài xế kia. Na Lan gật đầu thỏa hiệp với mẹ, cô cũng đưa ra điều kiện của mình đó là sau này mẹ không được nói dối. Như vậy hai mẹ con họ đã hàn gắn tình cảm cùng nhau trở về nhà. Cùng lúc đó, cô người yêu cũ lại lần nữa gọi điện yêu cầu Sedat phải ra công viên đi bộ với mình sau đó đưa cô ta đi khám thai. Sedat phẫn nộ cảnh cáo cô ta đừng đi quá giới hạn của mình, đứa con đó còn chưa chắc đã là của anh ta. Cô người yêu cũ lập tức đáp lại khi thông bồn cầu anh làm việc chăm chỉ lắm mà tại sao khi xong việc anh lại kéo quần bỏ chạy như vậy. Anh hãy từ bỏ ý định qua cầu rút ván đi, đừng nghĩ tôi cũng ngây thơ giống con nhà quê kia. Sau khi cúp máy cô ta liền gửi cho Sedat một đoạn ghi âm những lời nói ngọt ngào của anh ta tối hôm qua. Biết mình bị cô ta nắm thóp, Sedat không biết giải quyết thế nào chỉ đành cầu cứu chị gái. Không ngờ khi chị gái đi vào phòng Sedat đã bị mẹ Na Lan nhìn thấy. Khi thấy thái độ căng thẳng của cô, chị gái bà biết chắc đã có chuyện xảy ra vì vậy đã đứng ngoài cửa nghe lén. Chị gái phẫn nộ khi biết thằng em vô dụng lại gây chuyện, nếu như để cả nhà biết chuyện này thì kế hoạch của bọn họ sẽ thất bại. Hơn nữa nếu để bà mẹ vợ biết được thì bọn họ sẽ chết chắc. Bà mẹ tức giận xông vào phòng khiến hai chị em Sedat giật mình. Chị gái tươi cười chào hỏi bà mẹ nhưng đã bị bà ta phớt lờ. Sedat sợ hãi khi nhìn thấy mẹ vợ ném túi sách lên giường, anh ta vội vàng giải thích nhưng đã bị mẹ nhổ nước bọt vào mặt. Cô chị gái kinh ngạc khi chứng kiến cảnh tượng này. Lần này tôi sẽ cho anh biết tay, bây giờ anh cút ra bên ngoài đợi, tôi giải quyết xong chuyện này với chị gái rồi sẽ ra xử lý anh. Sedat ngoan ngoãn làm theo lời mẹ. Sau khi em trai ra ngoài, cô chị gái cố gắng khuyên mẹ Na Lan nên bình tĩnh lại, mình sẽ nghĩ cách giải quyết chuyện này. Nhưng bà mẹ hoàn toàn không tin cô ta có khả năng đấu lại con tiểu tam mặt dày kia, bây giờ họ phải cùng nhau phối hợp thì may ra mới giành được phần thắng. Bà yêu cầu chị gái Sedat phải sẵn sàng tuân theo mệnh lệnh của mình bất cứ lúc nào. Sedat thấy bố ra khỏi nhà liền đề cập với vợ về chuyện mảnh đất. Anh ta cho rằng họ phải biết nắm lấy cơ hội. Na Lan mệt mỏi khi ngày nào cũng phải nghe chồng căn nhăn đòi mảnh đất trong tay mình, cô quyết định sẽ chuyển nhượng đất cho anh ta. Khi tất cả mọi người trong nhà đi hết, bà mẹ bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Bà dự định sẽ xử lý con tiểu tam trước, sau đó sẽ đến thằng con rể vô dụng rồi đến tên tài xế quèn, thề rằng sẽ khiến từng người một phải trả giá. Bà lấy túi du lịch ra rồi dặn dò giúp việc chuẩn bị cho mình một bộ đồ và một đôi giày thể thao.
giúp việc quan tâm hỏi bà chủ có phải đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không? Bà mẹ nói dối mình cảm thấy tức ngực nên muốn đi leo núi vận động một chút. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, bà liền gửi tin nhắn cho người yêu cũ xe đát hẹn đi leo núi. Cô người yêu cũ vẫn chưa biết đây là một cái bẫy, cả ngày buồn chán chi bằng đi cùng bà ta hít thở không khí trong lành như vậy cũng tốt cho thai nhi. Cùng lúc đó, Na Lan đã tới công ty ký giấy chuyển nhượng đất cho chồng. Cô biết cái tên bất tài như anh ta không thể suy nghĩ sâu sắc như vậy nên chủ mưu đứng sau chuyện này chắc chắn là chị gái. Cô chị gái không ngờ Na Lan lại dễ dụ như vậy, chỉ trong thời gian ngắn đã từ bỏ mảnh đất mấy trăm triệu đô. Hai chị em xe đát thầm vui vì kế hoạch đã thành công, nhưng không ngờ ông bố lại đột nhiên xuất hiện mắng cho bọn họ một trận. Thực ra ông đã sớm biết chuyện này, chỉ là ông lựa chọn tin tưởng các con sẽ thay đổi, nào ngờ bọn họ lại phản bội mình chỉ để thỏa mãn sự ích kỷ của bản thân. Ông chất vấn con trai, cho dù anh ta có được mảnh đất và cổ phần thì sao? Muốn làm gì và có thể làm được gì là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nếu như công ty rơi vào tay anh ta thì không đến hai ngày gia đình họ sẽ phải ra gầm cầu sống. Sau đó ông quay sang mắng con dâu không cân nhắc đến hậu quả mà đã tự ý chuyển nhượng đất. Mảnh đất đó là ông để cho hai đứa cháu nội, tại sao cô lại giao cho chồng? Na Lan giải thích mình cũng không muốn như vậy nhưng xe đát không chịu để yên, ngày nào anh ta cũng lải nhải đòi đất. Bố chồng nghe xong bảo hai vợ chồng Na Lan ra ngoài để mình nói chuyện riêng với con gái. Ông hỏi con gái định bán cổ phần của mình lấy mảnh đất đó để làm gì. Cô con gái nói thẳng với bố về dự định sẽ xây khách sạn lớn hơn khách sạn của nhà mình, cô muốn tự khởi nghiệp. Ông bố nói rằng nếu như không có sự cho phép của mình thì sẽ không có ai có được mảnh đất đó. Để đề phòng trường hợp xấu xảy ra, năm đó khi tặng đất cho Na Lan, ông cũng cùng đứng tên mảnh đất. Bởi vì Na Lan không đọc kỹ hợp đồng mua bán nên không biết chuyện này. Cô con gái không ngờ bao nhiêu công sức mình bỏ ra đều đã đổ sông đổ biển. Xe đát kéo Na Lan lên sân thượng, anh ta đổ hết mọi tội lỗi lên người vợ mình, trách vợ tại sao lại nói xấu mình trước mặt bố, lẽ nào trong lòng vợ anh ta là một kẻ bất tài hay sao? Na Lan lập tức phản bác, tôi còn chưa tính sổ với anh thì thôi, anh và chị gái anh hùa vào để lừa dối tôi. Trước đây tôi luôn nghĩ nếu như mình chân thành thì sẽ được mọi người đối xử tốt với mình, nào ngờ ai cũng dùng mọi thủ đoạn để đạt được lợi ích riêng của họ. Những câu nói này của anh ta đã bị anh trai nghe được. Anh phẫn nộ đi tới mắng, em trai có phải đầu óc có vấn đề đúng không? Na Lan xin lỗi anh trai vì đã để mọi chuyện thành ra thế này, cô không biết đây là một cái bẫy đã được chuẩn bị sẵn. Anh trai nói rằng không sao cả, mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát, một phần cũng tại vì mấy hôm vừa rồi anh bận lo chuyện định hôn nên chưa nói trước với cô ấy. Anh động viên Na Lan đừng canh cánh chuyện này trong lòng tránh ảnh hưởng tới tâm trạng. Na Lan điều chỉnh lại cảm xúc chuẩn bị ra về thì phát hiện tài xế và bạn thân mình đang cười cười nói với nhau. Cô tò mò bám theo phía sau thì phát hiện hai người họ đến nhà hàng ăn thịt nướng. Điều này khiến Na Lan rất khó chịu, bạn thân đi ăn không những không gọi mình mà còn chiếm dụng tài xế của mình. Cô cố ý gọi điện hỏi tài xế đang ở đâu. Tài xế nói dối mình đang ở cùng bạn vì hôm nay anh ấy có việc phải về quê một chuyến nên bây giờ anh đang ở bến xe tiễn người bạn đó. Na Lan nghe xong trực tiếp tắt máy. Bạn thân không biết Na Lan đang đứng cách đó không xa quan sát hai người họ. Cô an ủi tài xế cứ ăn no bụng trước rồi khi nào về từ từ giải thích với Na Lan sau. Nhìn thấy hai người họ vui vẻ bên nhau, Na Lan cảm thấy trái tim mình đau nhói. Thì ra khi nhìn thấy người mình yêu ở bên người khác sẽ khó chịu như vậy, cho dù đó là người thân cận của mình thì cũng không thể chấp nhận được. Lúc này ánh mắt của Na Lan giống hệt như ánh mắt của mẹ cô ấy. Na Lan ngồi trên xe đợi hồi lâu, nhìn thấy bạn thân ăn xong rồi rời đi, cô đi thẳng tới nhà hàng với vẻ mặt đầy giận dữ. Tài xế giật mình khi thấy Na Lan xuất hiện. Na Lan chỉ trích tài xế không làm tốt công việc của mình, đã tự ý rời đi mà không xin phép lại còn nói dối. Tài xế vội vàng đuổi theo giải thích mình với bạn thân ăn cơm để cảm ơn cô ấy đã giúp mình xử lý chút việc. Tuy nhiên Na Lan cho rằng đây chỉ là một cái cớ, cô trách tài xế tại sao khi gặp chuyện lại không tìm mình mà lại lựa chọn bạn thân. Cô cũng có thể giúp đỡ anh ấy cơ mà, điều này cho thấy đối với tài xế bạn thân quan trọng hơn cô ấy. Hai người vì chuyện này mà xảy ra tranh cãi gay gắt. Nhìn thấy Na Lan không thể kiểm soát cảm xúc của mình, tài xế cũng không kìm nén được sự phẫn nộ của mình. Cho dù tôi có giải thích thế nào đi nữa thì cô cũng không chịu nghe. Mặc dù tôi là người làm thuê cho nhà cô nhưng tôi cũng có cuộc sống riêng của mình, tôi cũng có những chuyện riêng cần phải xử lý. Nếu như cô có chuyện gấp thì cô hoàn toàn có thể tìm đến những người khác trong nhà. Na Lan liền nói rằng anh ấy là tài xế riêng của mình, cho dù đi đâu hay làm gì cũng phải có sự đồng ý của cô ấy. Trước đây anh đã từng nói chỉ cần tôi quay đầu là sẽ nhìn thấy anh ở bên cạnh, vậy mà chưa được bao lâu đã lén lút đi hẹn hò. Đám đàn ông các người đều là những kẻ dối trá. Tài xế cảm thấy Na Lan đang chà đạp lên nhân phẩm của mình. Thì ra trong mắt cô ấy anh chỉ là một nhân viên, vậy thì từ giờ về sau anh sẽ biết chừng mực. Na Lan cũng nhận ra mình hơi quá lời nhưng bây giờ cô không biết phải giải thích như thế nào, chỉ đành trốn chạy. Cô lên xe phẫn nộ rời đi, bỏ lại tài xế ở đó một mình. Cùng lúc đó chị gái xe đát đang nghĩ cách để giải quyết chuyện của mình thì nhận được mệnh lệnh của mẹ Na Lan yêu cầu cô phải về nhà ngay lập tức. Bà nói hết toàn bộ kế hoạch cho cô ấy nghe. Sau đó hai người lập tức thay đồ đi xử lý con tiểu tam. Tuy nhiên khi họ vừa ra đến cửa đã bị mẹ xe đát nhìn thấy. Thấy hai người ăn mặc như vậy, bà tò mò hỏi hai người định đi đâu. Cô con gái bình tĩnh giải thích với mẹ cô và mẹ Na Lan có cùng sở thích với nhau, hai người đang chuẩn bị tới công viên khiêu vũ. Bà mẹ nghi hoặc quay sang hỏi bà thông gia có đúng như vậy không. Mẹ Na Lan gật đầu nói rằng những gì cô ấy nói đều là thật. Để có thể dễ dàng trừng trị con tiểu tam, bà mẹ đã chọn một ngôi nhà ở ngoại ô.
Nhìn thấy con tiểu tam tới, bà liền lấy ra lọ thuốc mình đã chuẩn bị trước. Chị gái xe đắt sợ hãi hỏi bà ấy muốn làm gì. Bà mẹ liền mắng cô ấy có thể động não một chút được không? Một lát nữa tôi sẽ đánh lạc hướng của cô ta, còn cô nhân cơ hội cô ta không phòng bị thì ra tay. Chị gái xe đắt nói rằng những chuyện này mình chỉ nhìn thấy ở trên phim chứ cô không có kinh nghiệm gì cả, e rằng sẽ không làm được. Bà mẹ động viên cô ấy đừng sợ, trong chiếc bình này chỉ là thuốc được bà chiết xuất từ thảo dược để cô người yêu cũ ngủ một giấc chứ không có gì nguy hiểm cả. Hơn nữa nó cũng không gây hại cho thai nhi. Hôm nay họ làm như vậy chỉ để cảnh cáo cô ta không được phép quấy rầy xe đắt nữa. Nghe đến đây chị gái mới thở phào. Mặc dù cô vẫn còn rất sợ nhưng cũng không dám bỏ cuộc. Cô run rẩy cầm lọ thuốc ở trên bàn lên. Lúc này người yêu cũ xe đát ở bên ngoài hoàn toàn không biết nguy hiểm đang đến gần. Nhìn thấy bà mẹ đi tới cô ta liền chủ động tiếp cận. Bà mẹ nói rằng đây là ngôi nhà của bạn mình. Trước kia bà và chồng cũng thường xuyên tới đây. Cô người yêu cũ vui vẻ cảm ơn bà ta đã cho mình đến nơi đẹp như vậy. Khi hai người đang nói chuyện, cô ta không chú ý có người đang ở phía sau mình. Chị gái xe đát nhìn thấy bà mẹ chớp mắt lập tức hiểu ý. Cô vội vàng chạy tới bịt miệng con tiểu tam. Mặc dù lúc này cô rất sợ hãi nhưng bà mẹ không cho phép cô buông tay cho đến khi con tiểu tam ngất đi. Sau đó hai người họ phối hợp ném cô ta lên giường. Chị gái xe đắt hoảng sợ khi chứng kiến cảnh này. Cô hỏi bà mẹ kế hoạch tiếp theo là gì, nếu như cô ta tỉnh dậy báo cảnh sát thì phải làm sao. Bà mẹ yêu cầu cô ấy đừng lo chuyện không đâu. Sau đó bà yêu cầu cô ấy cởi quần áo của cô người yêu cũ rồi thoa thuốc bà mang tới lên toàn thân cô ta. Không lâu sau cô người yêu cũ đã tỉnh lại. Cô ta hoảng sợ vén chăn lên hỏi họ đã làm gì con của mình. Khi quay ra thấy những lọ thuốc ở trên bàn liền hiểu ra bọn họ dụ mình đến đây để hại đứa bé. Cô đau lòng hét lên rằng họ điên thật rồi. Bà mẹ nói đây mới chỉ là hình phạt nhỏ dành cho cô ta mà thôi. Nếu như bà ta lên cơn điên sẽ còn kinh khủng hơn thế này nhiều. Bây giờ chúng tôi vẫn chưa làm gì cả nhưng không có nghĩa là chúng tôi sẽ bỏ qua chuyện này. Tôi đã bảo chị gái xe đắt đặt lịch với bác sĩ rồi. Lát nữa chúng tôi sẽ hộ tống cô đến bệnh viện. Dù thế nào đi nữa cũng đều phải phá bỏ đứa bé. Đối diện với lời đe dọa của bà mẹ, cô người yêu cũng không còn lựa chọn nào khác chỉ đành đi theo họ trước rồi từ từ nghĩ cách. Trên đường tới bệnh viện cô ta vẫn không biết sợ, cố ý chọc tức bà mẹ để chia rẽ tình cảm của bà ấy và chị gái xe đát. Bà mẹ liền cho cô ta biết tay. Tôi quyết định sẽ không tới bệnh viện nữa, chúng ta sẽ cho con hồ ly tinh này đến một nơi phù hợp với cô ta hơn. Cô người yêu cũ vốn tưởng mình thông minh không ngờ đã tự hại chính mình suýt chút nữa đi gặp Diêm Vương. Cô ta chỉ đành nói rằng mình quá căng thẳng nên mới nói như vậy, sau đó suốt chặng đường không dám hé răng nửa lời. Bà mẹ và chị gái xe đắt ngồi bên cạnh canh chừng, thậm chí họ còn không cho phép cô ta đi vệ sinh khiến cô người yêu cũ không có cơ hội bỏ trốn. Bà mẹ cảnh cáo cô ta đừng cố chống cự vô ích, hôm nay 4 người vào đây nhưng khi đi về sẽ chỉ còn 3. Cô người yêu cũ đi vào phòng khám đã cấu kết với bác sĩ cùng diễn kịch với mình, sau đó cô ta nằm trong đó ngủ cả tiếng đồng hồ. Hai người ngồi bên ngoài sốt ruột đợi cứ tưởng rằng cô ta đang ở trong phòng phẫu thuật. Bà mẹ hỏi chị gái xe đắt cô cho rằng bố mẹ sẽ muốn mang lại cho con cái điều gì. Chị gái không hiểu tại sao bà ấy lại hỏi như vậy. Bà mẹ nói rằng cô và Nalan đều là phụ nữ, ai cũng hy vọng sẽ có một gia đình hạnh phúc, nhưng Nalan lại bất hạnh khi phải sống với thằng em trai khốn nạn của cô. Chị gái an ủi rằng chỉ cần chuyện này được giải quyết thì tất cả mọi chuyện sẽ trở về như lúc ban đầu. Bà mẹ lại nói không ai được phép ức hiếp con gái mình, nếu như xe đắt không thể bảo vệ con bé thì mình sẽ đứng ra bảo vệ con bé. Lúc này cô người yêu cũ được y tá đưa ra. Thấy bà mẹ và chị gái chạy tới, cô ta liền giả vờ diễn bộ dạng đau khổ như vừa phá thai xong rồi nói rằng mình không được khỏe muốn về nhà nghỉ ngơi. Chị gái xe đắt thương cảm khi nhìn thấy cô người yêu cũ ôm bụng, cô đi tới an ủi nhưng đã bị cô ta từ chối, cố ý tỏ vẻ tức giận rồi lấy lý do để đi về một mình. Sau khi thoát khỏi hai người họ, cô người yêu cũ phẫn nộ xé băng gạc trên tay ra. Bên này, vì không thể tha thứ cho người yêu vì đã lừa dối mình, anh trai xe đát đã đến tìm người yêu nói rằng mình đã tin tưởng lựa chọn ở bên cô ấy nhưng bây giờ anh sợ sẽ rơi vào cái bẫy mà cô ấy giăng ra. Cô gái nói rằng mình yêu anh ấy thật lòng, cô không hề biết sẽ xảy ra chuyện như vậy trong lễ đính hôn. Anh trai nói rằng họ không thể tiếp tục mối quan hệ này nữa, từ nay hai người không làm phiền tới cuộc sống của nhau nữa là lời chúc phúc tốt nhất dành cho đối phương. Cô gái trách mẹ quá ích kỷ chỉ biết nghĩ tới việc trả thù mà không quan tâm đến cảm xúc của con gái. Cô về nhà thu dọn hành lý nhưng khi xuống nhà đã bị mẹ chặn lại. Bà cảnh cáo con gái nếu như dám rời khỏi ngôi nhà này thì bà sẽ đoạn tuyệt quan hệ mẹ con. Cô con gái liền nói mẹ sẽ được như ý nguyện sau đó cô xách theo hành lý bỏ đi. Đây là lần đầu tiên cô chống đối mẹ, trước đây cô cố kiềm chế bản thân vì nghĩ rằng đây là cách thể hiện tình yêu của mẹ nhưng mẹ xe đát đã nói rất đúng, đây không phải là tình yêu của một người mẹ dành cho con mình. Sợ người yêu sẽ xảy ra chuyện nên anh trai xe đát đã canh chừng ở cổng nhà cô ấy, anh đau lòng khi nhìn thấy người mình yêu khóc. Không có cô ấy ở bên cạnh, anh giống như một chú hề đeo mặt nạ không dám đối diện với mọi người. Cô gái không ngờ anh ấy lại xuất hiện ở đây. Anh trai xe đát nói rằng sau này họ sẽ không nhắc đến chuyện này nữa, anh sẽ nghĩ cách để thuyết phục mẹ, chỉ có sự xuất hiện của em mới khiến cuộc sống của anh trở nên tươi sáng. Em có đồng ý cưới anh không? Em đồng ý. Một lát sau cô người yêu cũ đã gọi cho mẹ xe đát với mục đích lợi dụng bà ta trở thành lá bùa hộ mệnh của mình. Mẹ xe đát thấy cô ta chủ động liên lạc với mình liền biết đã có chuyện xảy ra. Bà nghe máy nói rằng mình không có chuyện gì để nói với cô ta cả.
cô người yêu cũ nói rằng nếu như bà ấy không đến gặp thì đừng trách cô ta phá vỡ hạnh phúc gia đình họ. Sedat sốt ruột khi không liên lạc được với người yêu cũ, lo lắng không biết có xảy ra sự cố gì rồi không. Đúng lúc này bà mẹ đi tới, bà biết rằng con tiểu tam kia gọi cho mình chắc chắn là chuyện liên quan đến con trai. Vì vậy bà muốn xác nhận xem có phải con trai lại đến nhà cô ta thông buồn cầu hoặc là lại gây ra chuyện gì rồi giấu mình không. Sedat lập tức phủ nhận rằng ngày nào mình cũng đến công ty rồi về nhà làm gì có thời gian rảnh để đến nhà cô ta. Bà mẹ hy vọng những gì con trai nói là thật, nếu như hôm nay để bà ấy mất mặt thì đừng trách. Sau đó bà nhanh chóng đến nhà cô người yêu cũ yêu cầu cô ta có gì thì cứ nói thẳng, mình không rảnh để nghe cô ta nói nhảm. Cô người yêu cũng lập tức báo tin tốt mình đã mang thai, bà sắp được làm bà nội. Bà mẹ đã rất sốc khi nghe tin tức này. Bà hỏi đi hỏi lại để xác nhận những gì mình vừa nghe là thật. Cô người yêu cũ nói rằng mình đã mang thai được 6 tuần rồi, đứa bé phát triển rất khỏe mạnh, hơn nữa khả năng cao là bé trai. Bà mẹ chắc chắn sẽ không chấp nhận đứa trẻ không rõ nguồn gốc này, cô đã qua lại với rất nhiều người đàn ông, dựa vào đâu để nói rằng nó là cháu của nhà tôi. Cô người yêu cũ khẳng định mình chỉ ngủ với Sedat, cảnh cáo nếu như bà ta không nhận thì đừng trách cô ta sau này không cho gia đình họ nhìn mặt cháu. Sáng nay mẹ Nalan và con gái bà đã đưa tôi đến bệnh viện, bọn họ tưởng rằng đứa trẻ đã không còn nữa mà không hề hay biết tôi vẫn chưa phá thai. Bà mẹ nghe xong đã thay đổi thái độ, dù thế nào đi nữa thì đây cũng là cháu mình, bà dặn dò cô ta yên tâm dưỡng thai tránh vận động mạnh, có vấn đề gì thì cứ liên lạc với mình còn bây giờ bà ta sẽ về nhà nghĩ cách thuyết phục mọi người trong nhà chấp nhận cô ta. Bên này Nalan đang rất tức giận không hiểu tại sao tài xế lại thay đổi thái độ với mình. Để thăm dò tài xế, cô đã cố ý gọi cho chồng hẹn nửa tiếng nữa ra bờ biển đi dạo. Sedat cảm thấy hôm nay mặt trời mọc đằng Tây hay sao mà tự nhiên vợ lại rủ mình đi chơi. Nalan về nhà liền hỏi quản gia lùn về lịch trình của tài xế biết được cả ngày hôm nay anh ấy vẫn chưa về nhà càng khiến cô tức giận hơn. Một lát sau cô nhìn ra cửa sổ nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng tài xế đâu. Cô ước nếu như được quay ngược thời gian thì lúc đó sẽ không nói những lời làm tổn thương anh ấy. Sedat về đến nhà cô lập tức đi tới chủ động hôn chồng. Sedat thấy vợ hôm nay rất khác, tự nhiên thay đổi thái độ với mình chắc chắn là có mục đích. Sau khi chồng rời đi, Nalan lại đi ra cửa sổ thì phát hiện tài xế đã về rồi. Tuy nhiên sau khi chào hỏi với đồng nghiệp xong anh ấy lại đi sang một bên gọi điện thoại. Mặc dù Nalan đứng trên lầu không nghe thấy anh ấy nói gì nhưng từ biểu cảm của anh ấy có thể nhìn ra rằng anh ấy đang rất vui. Cô bắt đầu nghi ngờ liệu có phải anh ấy và bạn thân mình đã yêu nhau rồi không. Sedat ở trong phòng thay đồ đang nhắn tin với người yêu cũ, hai vợ chồng họ ai cũng đều có những bí mật riêng không thể nói ra. Nalan dẫn Sedat xuống nhà chuẩn bị ra biển đi dạo. Lúc này cô vẫn thấy tài xế đứng bên cạnh mải mê nhắn tin không thèm nhìn mình lấy một cái. Tiếng chuông tin nhắn liên tục reo thu hút sự chú ý của Sedat, anh hỏi tài xế vui như vậy có phải đang nhắn tin với bạn gái đúng không? Tài xế không trả lời câu hỏi của Sedat mà chỉ khen anh ta hôm nay rất đẹp trai sau đó mở cửa xe cho hai vợ chồng họ. Cùng lúc đó bà béo tức giận đi tới khách sạn để tính sổ với bố Sedat vì bà cho rằng ông ấy là người đứng sau tất cả mọi chuyện, không những đồng ý cuộc hôn nhân của hai con mà còn dụ dỗ con gái rời xa mình. Ông bố lập tức nổi giận trách bà ta tại sao lại để các con phải chịu trách nhiệm cho ân oán của thế hệ trước. Tôi đã vì hạnh phúc của con trai mà chấp nhận con gái bà, tại sao bà lại không thể buông bỏ mối thù này? Bà béo tuyên bố sẽ không bao giờ từ bỏ chuyện này, ông ấy sẽ phải trả giá cho những tổn thương đã gây ra cho mình. Bố Sedat cảnh cáo bà ta đã làm tổn thương con trai mình, nếu như bà ta dám động đến gia đình mình thì ông sẽ không để yên. Trên đường đi ra biển, Nalan cố ý nắm tay chồng khiến Sedat vui mừng hớn hở, mà không hề biết rằng mục đích vợ làm như vậy vì để thăm dò tình cảm của tên tài xế xem anh ta có ghen không. Tuy nhiên xem ra tài xế vẫn rất bình tĩnh. Thấy bạn thân gọi tới, Nalan lập tức tắt máy. Kể từ khi nhìn thấy hai người họ đi ăn cùng nhau, cô chưa từng liên lạc lại với bạn thân. Thấy tài xế đang trò chuyện với cô gái đang dắt chó đi dạo, Sedat liền khen tài xế cao tay, anh tin chắc chưa đến 2 phút nữa cô gái kia sẽ trở thành bạn gái của tài xế. Nalan không có tâm trạng nghe những điều này, ngay cả mẹ gọi tới cô cũng không muốn nghe, liền đưa điện thoại cho chồng nói chuyện với bà ấy. Nalan thấy tài xế vẫn nói chuyện vui vẻ với người khác, cô bực mình đòi về nhà. Sedat cảm nhận được sự thay đổi của vợ nhưng anh cũng không biết tại sao cô ấy lại như vậy. Nalan đi tới cắt ngang cuộc trò chuyện của tài xế, xin hỏi anh đã nói xong chưa, bây giờ chúng tôi muốn về nhà. Trên đường về, tài xế vẫn tiếp tục xem điện thoại, dường như cuộc trò chuyện đó có rất nhiều chủ đề để nói. Điều này càng khiến Nalan tức giận hơn, cô cố ý mắng tài xế không chú ý lái xe. Sedat hỏi tài xế có phải đã yêu cô gái dắt chó đi dạo vừa nãy rồi đúng không, anh ta thấy anh người họ rất đẹp đôi. Nalan lập tức mắng chồng, chuyện của tài xế thì liên quan gì đến anh không nói thì không ai bảo anh câm đâu. Khi họ về nhà, bà mẹ đã đứng đợi sẵn ở ban công rất lâu rồi. Sedat ngẩng đầu lên liền nhìn thấy mẹ vợ khiến anh ta lo sợ. Tuy nhiên bà mẹ không hề chú ý đến anh ta mà là tài xế. Nalan không hề biết đến sự tồn tại của mẹ, nhìn thấy tài xế đứng đó vui vẻ nhắn tin cô phẫn nộ đi vào nhà. Thực ra tài xế chỉ đang cố ý làm như vậy bởi vì kể từ khi hai người cãi nhau nảy lửa, trái tim anh trở nên rối bời, không biết tình cảm của cô ấy dành cho mình như thế nào nên đã tỏ vẻ không quan tâm để thăm dò cô ấy. Bà mẹ thấy tài xế không còn quan tâm đến con gái mình nữa khiến bà yên tâm hơn phần nào. Bà cảnh cáo con gái nên nhớ rõ thân phận của mình, đừng đặt mình ở những vị trí không đúng. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt trốn tránh của con gái, bà nhanh chóng nhận ra con gái mình đã có tình cảm với tài xế.
bà không nói thêm gì nữa, đau lòng bỏ về phòng. Vốn tưởng rằng sau khi giải quyết con tiểu tam thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa, nào ngờ lại đến con gái mình. Bây giờ bà không biết phải làm như thế nào nữa. Anh trai xe đắt dẫn con gái bà béo về nhà mình để hai người có thể sống cuộc sống của riêng họ. Anh cũng đã thuyết phục được bố đồng ý cuộc hôn nhân của hai người. Lúc này bà béo gọi tới yêu cầu anh trả lại con gái cho mình. Anh trai hy vọng bà ấy có thể vui vẻ tác thành cho hai con, nếu không thì con gái bà sẽ không bao giờ quay về nữa. Bây giờ cô ấy đã là vợ sắp cưới của anh nên anh sẽ có trách nhiệm bảo vệ cô ấy. Nhưng một người mưu mô như bà ta sao có thể dễ dàng bỏ qua chuyện này. Na Lan đặt hết những tâm tư của mình lên người tài xế. Nhìn thấy anh ấy dường như đã không còn hứng thú với mình khiến cô rất lo lắng. Đúng lúc này tài xế dẫn cô gái ở công viên về nhà. Na Lan nhìn thấy cảnh tượng này liền nổi cơn ghen, phẫn nộ đi xuống nhà dự định sẽ ra nhắc nhở tài xế bây giờ vẫn đang trong giờ làm việc chứ không phải là giờ yêu đương nhăng nhít. Nhưng khi ra đến cửa thì bắt gặp mẹ chồng về. Bà mẹ âm thầm chịu đựng mọi chuyện, nói với con dâu mình không sao rồi tìm lý do để đuổi cô ấy đi. Còn xe đát qua lời kể của chị gái đã biết chuyện người yêu cũ phá thai, anh chỉ trích chị gái vô nhân tính giống như mẹ vợ mình. Chị gái tức muốn hộc máu. Nếu như không vì em thì chị đâu cần phải làm những chuyện bẩn thỉu này, đã không biết cảm ơn thì thôi còn ở đây trách móc. Xe đát biết mình sai cũng không tranh luận thêm nữa. Nhưng vấn đề bây giờ là phải ứng phó với bà mẹ vợ điên rồ như thế nào. Nghe đến đây chị gái càng tức giận hơn. Em vẫn còn mặt mũi để nói bà ấy ư? Cái bà điên rồ mà em nói chính là mẹ vợ em đó, đến tuổi này rồi mà bà ấy vẫn còn phải giải quyết hậu quả cho em, thế mà em dám vô ơn như vậy. Xe đắt không hiểu tại sao chị gái lại nói giúp cho người ngoài. Ngay sau đó bà mẹ đi tới mắng con trai đã ra ngoài lăng nhăng rồi còn để con nhà người ta có bầu, chuyện của mình gây ra còn bắt chị gái phải chịu hậu quả cùng. Nếu như để bố biết được chuyện này thì con xác định cuốn gói khỏi ngôi nhà này đi. Lúc này hai chị em xe đắt mới biết cô người yêu cũ vẫn chưa phá thai. Khi ba mẹ con đang bí mật bàn bạc tìm cách giải quyết chuyện này thì ông bố mở cửa bước vào nhìn thấy mấy người họ lén lút như có chuyện đang giấu mình. Ông liền hỏi có phải thằng con trai bất tài lại gây chuyện rồi đúng không? Ba mẹ con đều sợ hãi khi thấy bố đến. May mà cô con gái đã đứng ra giải thích với bố họ đang thảo luận về chuyện của công ty bởi vì xe đát mới nhận được một dự án mới. Ông bố dễ dàng bị lừa, động viên con trai làm việc chăm chỉ nhưng đừng quên mình còn một việc quan trọng phải làm, đó là sinh cho ông một đứa cháu. Lâu lắm rồi mà không thấy con dâu có động tĩnh gì, khi nào con dâu có bầu thì ông nhất định sẽ thưởng lớn. Cùng lúc đó Na Lan tức giận đi ra ngoài cố ý coi như hai người đó không tồn tại. Khi ra tới ngoài cổng thì con chó của cô gái kia cũng chạy ra chỗ cuối. Na Lan mỉa mai thì ra con chó cũng không trung thành với chủ nhân của mình, tùy tiện trò chuyện một lát nó đã chạy đến vẫy đuôi với mình. Tài xế hiểu ý Na Lan muốn nói gì, anh đi tới hỏi Na Lan muốn đi đâu, bây giờ trong nhà không có xe nếu đi ra ngoài sẽ rất bất tiện. Na Lan nói rằng mình sẽ tới trung tâm thương mại mua quần áo, nếu như không có xe thì cô sẽ tự đi bộ miễn không phải ở nhà là được. Na Lan vốn tưởng rằng như vậy sẽ thu hút được sự chú ý của tài xế để anh ấy đi cùng mình, nào ngờ anh ấy lại quay về tiếp tục nói chuyện với cô gái kia. Điều này khiến Na Lan tức chết, mình đã làm như vậy rồi lẽ nào anh ấy vẫn không hiểu ý. Cô dự định sẽ ở đây đợi vì có lẽ anh ấy chỉ về nhà lấy đồ rồi lát nữa chắc chắn sẽ đuổi theo mình. Nào ngờ còn chưa thấy tài xế đâu thì lại thấy con chó của cô gái kia chạy tới, cô vội vàng đuổi nó về nhà nhưng con chó nhất định không chịu đi. Na Lan ngại ngùng khi nhìn thấy tài xế, cô đổ hết mọi tội lỗi cho con chó, có thể bảo cô gái kia trông chừng chó của mình được không? Mình thì ngồi ung dung trong sân, chó chạy theo người khác cũng không biết gì, đúng là phiền phức. Nói xong cô liền chạy vào nhà khiến cô gái ngồi ngoài sân ngạc nhiên, mình không hề làm gì tại sao cô ấy lại nổi nóng như vậy. Đến tối cô bạn thân không mời mà đến. Cô nói với tài xế mình rất lo lắng vì cả ngày hôm nay mình không liên lạc được với Na Lan, không biết cô ấy có gặp chuyện gì hay không. Quản gia lùn tới thông báo với Na Lan có bạn thân tới chơi. Bà mẹ nhìn con gái ra ngoài lập tức nhớ ra mình còn phải tính sổ với thằng con rể. Xe đắt vốn tưởng rằng mình đã thoát nạn, nào ngờ mẹ vợ vẫn chưa quên. Mẹ và chị gái xe đắt đều lo lắng cho anh ta nhưng bây giờ không ai dám đứng ra giúp. Na Lan không còn nhiệt tình khi gặp bạn thân như trước kia nữa. Cô lạnh nhạt nhìn bạn thân một cái rồi quay sang chất vấn tài xế tại sao vẫn chưa rời đi, lẽ nào muốn ở đây nghe họ nói chuyện hay sao? Bạn thân cảm thấy khó hiểu trước những hành động của Na Lan, cô hỏi Na Lan tại sao không nghe điện thoại cũng không trả lời tin nhắn. Mình tin rằng cho dù mình ở đâu hay làm gì thì tài xế riêng của mình sẽ nói cho cậu biết, nếu đã như vậy thì tớ cần phải nói thêm lần nữa để làm gì. Bạn thân nghe thấy sự mỉa mai trong lời nói của Na Lan liền nhận ra bạn mình đang ghen, cô hỏi Na Lan phớt lờ mình có phải vì tài xế không nhưng Na Lan đã trực tiếp phủ nhận, trách bạn thân bị điên rồi sao mà lại nói ra những lời như vậy. Bạn thân nói rằng mình đến đây là vì Na Lan nhưng Na Lan đã nói những lời làm tổn thương cô ấy. Bây giờ ánh mắt của cậu rất giống mẹ cậu, tớ hy vọng cậu có thể quay về là chính mình, đừng vì chút chuyện vặt vãnh ảnh hưởng tới tình cảm của bọn mình. Thực ra Na Lan thật sự đã hiểu lầm tài xế và bạn thân. Bởi vì con gái của bạn tài xế bị bệnh nhưng những người bình thường như họ rất khó để có thể vào được những bệnh viện tốt. Trùng hợp mẹ của cô bạn thân làm việc ở bệnh viện nên sau khi biết chuyện cô ấy đã đứng ra giúp đỡ. Vì vậy tài xế mới mời cô ấy đi ăn để cảm ơn. Xe đát bị mẹ vợ gọi đến phòng bà ấy để dạy dỗ cho anh ta một bài học. Nhìn thấy giúp việc đang quấy một đĩa bột dính dính khiến xe đát lo lắng. Mẹ vợ trực tiếp đi tới bón cho con rể ăn. Xe đát sợ hãi vội né tránh. Nửa đêm Na Lan xuống nhà uống nước vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của mẹ con xe đát.
Sau khi biết người yêu cũ của chồng đang mang thai con của chồng mình, cô lập tức tới nhà Tiểu Tam để tính sổ. Cô người yêu cũ nhìn thấy Na Lan nửa đêm vội vã tới nhà mình đến mức không cả thay đồ ngủ. Cô ta đoán Na Lan đã biết chuyện lập tức đóng cửa không tiếp nhưng đã bị Na Lan chặn lại rồi hỏi có phải cô ta đã có thai với chồng mình rồi phải không? Cô người yêu cũ thừa nhận mình đã mang thai nhưng đứa bé không phải là của Sedat. Na Lan đương nhiên không tin, cô yêu cầu cô ta đi cùng mình về nhà để làm rõ chuyện này. Cô người yêu cũ sợ hãi vội đóng cửa lại. Nhưng Na Lan đã biết thủ đoạn của cô ta, cô cảnh cáo lần cuối nếu như cô ta không theo mình về nhà thì cô sẽ nói cho tất cả mọi người cùng biết. Cô người yêu bị nắm điểm yếu, chỉ đành thỏa hiệp, cô ta đồng ý sẽ về cùng Na Lan. Cùng lúc đó ba mẹ con Sedat đã bàn bạc hồi lâu nhưng cũng không tìm ra cách giải quyết hợp lý. Khi mọi người định về phòng ngủ thì bà mẹ phát hiện cửa chính bị mở, không những vậy trên cầu thang còn có một chai nước. Sedat cầm lên xem nhận ra đây là chai nước của phòng mình. Điều này khiến ba mẹ con có dự cảm không lành, liệu có phải Na Lan đã nghe thấy cuộc trò chuyện của họ rồi không? Chị gái vội vàng giục Sedat lên phòng tìm em dâu, nhưng tìm khắp căn phòng cũng không thấy Na Lan đâu cả. Bà mẹ nhắc nhở con trai nhanh chóng gọi cho Na Lan, nhưng cô ấy để điện thoại ở trên giường không cầm theo. Mẹ vợ bị đánh thức bởi tiếng động lớn nên đi ra kiểm tra, nhìn thấy mấy người họ thập thò lén lút ở trong phòng nhưng không thấy bóng dáng con gái mình đâu. Bà nhanh chóng nhận ra đã xảy ra chuyện liền hỏi Na Lan đang ở đâu. Ba mẹ con Sedat nhìn nhau không nói nên lời, mẹ Na Lan cũng không muốn phí lời thêm với bọn họ. Nếu như không cho mình một lời giải thích vậy thì đừng hòng bước ra khỏi cánh cửa này. Bà phẫn nộ đi tới mắng con rể vô dụng cả ngày chỉ biết gây chuyện, lẽ nào bây giờ đến việc gọi cho vợ cũng phải đợi người khác dạy hay sao? Mẹ Sedat ở bên cạnh giả vờ diễn kịch giục con trai nhanh chóng gọi cho vợ. Bà mẹ không hề biết con gái mình không mang theo điện thoại. Sedat cố ý làm bộ dạng sốt ruột khi gọi điện. Thấy con gái mãi vẫn không nghe máy, bà mẹ phẫn nộ hỏi bọn họ rốt cuộc đã làm gì, có phải lại giấu mình chuyện gì đúng không? Bà mẹ mất bình tĩnh không muốn trì hoãn thêm một giây phút nào nữa. Mấy người các người đều cùng một dục với nhau, bây giờ tôi sẽ tới gặp ông thông gia để lấy lại công bằng. Bà mẹ con Sedat thấy vậy vội chạy tới ngăn lại. Lúc này Na Lan đang trên đường dẫn người yêu cũ của chồng về nhà, cô người yêu cũ đắc ý khi chứng kiến Na Lan và tài xế không ngừng tranh luận với nhau. Để trấn an bà mẹ vợ điên rồ, Sedat và chị gái đã giả vờ lên gọi bố xuống nhưng thực ra là đến phòng làm việc để bàn bạc nghĩ cách xoay chuyển cục diện. Chị gái nói liệu có phải Na Lan đã nghe thấy họ nói chuyện rồi đến nhà con Tiểu Tam kia rồi không? Sedat nghe xong vội vàng gọi điện cho người yêu cũ để kiểm tra. Lúc này cô ta đang ở trong xe, nhìn thấy Sedat gọi tới lập tức tắt máy. Hết cách hai chị em Sedat chỉ đành gọi quản gia lùn đến để cùng nhau nghĩ cách. Nhưng quản gia cũng bó tay, không thể gọi ông chủ dậy lúc nửa đêm như vậy được. Mẹ Na Lan như ngồi trên đống lửa, bây giờ bà đã mất kiên nhẫn quyết định sẽ đích thân đi gọi ông thông gia. Khi bọn họ ra sức ngăn cản bà mẹ lại thì Na Lan đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy Na Lan trở về mấy người họ cuối cùng cũng chút bỏ được lo lắng. Nhưng ngay giây sau cô người yêu cũng bước vào khiến họ trở tay không kịp. Lúc này một cuộc chiến sắp nổ ra. Na Lan tập hợp tất cả mọi người ở phòng khách. Chị gái xe đắt nhanh chóng đứng ra để hòa giải. Lúc đầu Na Lan cũng cười tươi phối hợp coi như không có chuyện gì xảy ra nhưng ngay sau đó, cô đã thay đổi thái độ nghiêm túc yêu cầu mọi người cho mình một lời giải thích hợp lý về chuyện một tiếng trước chính tay cô đã nghe thấy. Bây giờ người yêu cũ của chồng cũng ở đây, rốt cuộc đứa con trong bụng cô ta là như thế nào? Tại sao mọi người đều giấu mình chuyện này? Mẹ chồng vội vàng giải thích không có chuyện như vậy, tất cả chỉ là hiểu lầm. Na Lan đương nhiên không tin, cô yêu cầu mọi người kết thúc màn kịch này vì mình đã biết hết mọi chuyện rồi kể cả chuyện mẹ và chị gái chồng đưa cô ta đi phá thai. Lúc này tất cả mọi người ai nấy đều căng thẳng không dám hé răng nửa lời, ngay cả bà mẹ ngày thường như sư tử Hà Đông cũng giữ im lặng. Cô người yêu cũ thấy vậy liền phủ nhận mình không hề đi cùng bà mẹ tới bệnh viện, đứa con của cô ta không phải là con của Sedat, hơn nữa cô ta cũng phá thai rồi. Mọi người nghe xong đều mỉm cười hài lòng rồi quay ra nói có lẽ do Na Lan bị áp lực vì mãi không có con nên sinh ra ảo giác. Na Lan hoàn toàn không tin những lời cô người yêu cũ nói, một tiếng trước chính miệng cô ta còn nói mình đang mang thai sao đến đây lại nói đã phá thai rồi. Sedat cũng thanh minh chuyện này không liên quan gì đến mình. Hai vợ chồng mình ở bên nhau bao lâu nay em còn không có thai thì anh lấy sức đâu ra để ươm mầm cùng người khác. Na Lan vô cùng tức giận khi thấy cả nhà chồng cấu kết với con Tiểu Tam. Khi con phát hiện chồng ngoại tình với người khác thì mẹ con đã khuyên con anh ta sẽ thay đổi. Vì vậy con đã tin, nhưng đến bây giờ anh ta không những vẫn tiếp tục ngoại tình mà còn có con rơi bên ngoài. Anh ta trở nên như vậy đều nhờ công lao của mọi người. Lúc này bà mẹ đã lên tiếng khuyên con gái đừng làm ầm ĩ. Cô người yêu cũ lại nói lúc trước cô ta nói như vậy vì muốn chọc tức Na Lan. Na Lan như muốn phát điên, bây giờ có 100 cái miệng cũng không cãi nổi bọn họ. Sau khi lấy lại bình tĩnh cô đề nghị chồng gọi lại cho người có tên trong danh bạ là đồng nghiệp. Sedat vô cùng lo lắng bởi vì người đó chính là người yêu cũ, nếu như bây giờ mình bấm gọi thì chẳng phải mọi chuyện sẽ bị phơi bày sao. Nhưng chị gái đã tìm thấy cơ hội xoay chuyển tình thế, cô dùng ánh mắt ra hiệu cho em trai đi lên lầu, chỉ cần rời khỏi tầm mắt của Na Lan thì mọi chuyện sẽ dễ xử lý hơn. Sedat trở về phòng liền gọi điện nhờ bạn mình tạm thời đóng giả làm đồng nghiệp, sau đó anh ta thay đổi tên trong danh bạ rồi xuống nhà gọi điện trước mặt vợ. Nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia là một người đàn ông, Na Lan không nhịn được mà bật cười, cười nhạo vì sự ngu ngốc của mình và kỹ năng diễn xuất kém cỏi của họ.
Mặc dù Na Lan không tin những gì bọn họ nói nhưng cô vẫn chưa tìm ra được bất kỳ chứng cứ nào, vì vậy chỉ đành miễn cưỡng rời đi. Sau khi thấy Na Lan về phòng, mẹ Sedat đuổi cô người yêu cũ về, yêu cầu cô ta sau này phải tránh xa gia đình họ. Còn mẹ Na Lan lúc này bắt đầu nghi ngờ cô ta vẫn chưa phá thai. Sedat tiễn người yêu cũ ra về, anh dặn dò tài xế nhất định phải đưa cô ta về nhà an toàn. Trước khi rời đi, cô người yêu cũ nói rằng mình đã có công lớn khi cứu anh ta một mạng, sau này đừng quên phải cảm ơn cô ta. Nói xong cô ta liền đi cùng tài xế về nhà. Na Lan ở trên phòng nhìn thấy cô ta rời đi, vốn tưởng rằng hôm nay mình đã kết thúc bi kịch này mà không ngờ nó sẽ khiến cô rơi vào tình cảnh khốn khổ hơn. Trên đường về, cô người yêu cũ cố ý nói về những chuyện liên quan đến Na Lan để thăm dò tình cảm của tài xế với Na Lan, nào ngờ tài xế không thèm đếm xỉa tới cô ta. Đến sảnh chung cư, cô người yêu cũ chủ động mời tài xế lên nhà chơi với mình bởi vì cô ta đang rất cô đơn. Tài xế tỏ rõ thái độ dửng dưng, loại phụ nữ như cô ta có cho không anh cũng không thèm. Cô người yêu cũ khó chịu khi bị từ chối, trước khi lên nhà cô ta còn cố ý nói ra sự thật đứa con trong bụng mình là của Sedat. Tin tức này khiến tài xế rất sốc, anh không biết có nên nói chuyện này với Na Lan không? Cùng lúc đó, bà mẹ đến phòng an ủi con gái đây chỉ là sự hiểu lầm. Na Lan đã quá quen thuộc với chiêu trò này của mẹ. Cô trách mẹ đã không đứng về phía mình khiến cô phải nuốt cơn giận chấp nhận chuyện này. Bà mẹ lại thúc giục con gái nhanh chóng mang thai, phải có con thì cô ấy mới có chỗ để dựa vào. Na Lan nghe xong lập tức ngồi dậy hỏi mẹ có bao giờ thương mình không? Lúc nãy mẹ không an ủi lấy một lời mà còn chỉ trích con biết rõ sự thật không phải như vậy. Nhưng mẹ lại hùa vào giúp bọn họ ức hiếp con, nếu như mẹ không nói cho con biết sự thật thì mẹ về phòng đi để con nghỉ ngơi. Bà mẹ trở lại phòng khách nói thẳng với bà thông gia mình chỉ có một yêu cầu duy nhất, đó là con gái mình được hạnh phúc. Bây giờ tôi đã không còn đủ sức để xử lý chuyện này nữa rồi. Nếu như bà không giải quyết tai họa của con trai bà thì tôi sẽ đưa con gái mình về nhà. Đây là cơ hội cuối cùng mà tôi dành cho các người. Sedat không có dũng khí đối diện với vợ, chỉ có thể ngủ ở sofa. Na Lan xuống nhà nhìn thấy chồng ngủ liền mỉa mai mình bực mình đến mức mất ngủ, vậy mà anh ta vẫn ở đây ngáy như sấm. Không biết kiếp trước mình gây ra tội gì mà kiếp này lại vớ phải nghiệt duyên như vậy. Hai người giúp việc cảm thấy Na Lan thật đáng thương, một cô gái lương thiện như vậy nhưng lại không nhận được sự ưu ái của Chúa. Một lát sau tài xế nhắn tin cho Na Lan báo cáo mình đã đưa người yêu cũ Sedat về nhà an toàn. Thực ra tin nhắn này cũng để ám chỉ mình đã về đến biệt thự, nếu như cô ấy cảm thấy buồn chán thì có thể nhìn ra cửa sổ anh vẫn luôn ở đấy. Hai người bốn mắt nhìn nhau dường như cả hai đều biết rõ đối phương đang nghĩ gì. Mặc dù tài xế đồng cảm với những gì Na Lan đang gặp phải nhưng bản thân chỉ là một người tài xế bình thường, anh không biết phải giúp cô ấy bằng cách nào. Sáng hôm sau, cô người yêu cũ mặt dày đang sửa soạn để chuẩn bị tới dự đám cưới của anh trai Sedat mặc dù không được mời. Đúng lúc này, lại có tiếng gõ cửa, cô ta mở cửa ra bất ngờ khi nhìn thấy chồng cũ xuất hiện. Điều này khiến cô ta có dự cảm không lành, tại sao anh ta lại đến đúng lúc này? Cô con gái lâu ngày không được gặp bố liền chạy vào lòng tên tóc xoăn. Cô con bé còn hỏi lần này bố về để đi dự đám cưới của anh trai Sedat với mẹ phải không? Cô bé còn vô tình tiết lộ chuyện mẹ đã có thai. Cô người yêu cũ sợ mọi chuyện sẽ bị lộ liền dỗ con gái vào phòng chơi với anh trai. Tên tóc xoăn hỏi cô ta có phải đã có thai không? Anh quá ngu ngốc, đến lời của một đứa bé mà cũng tin. Lần này anh về đây với mục đích gì? Nếu như muốn lấy hai con từ tay tôi thì tôi nhất định sẽ lại nhờ bố xử lý chuyện này. Tên tóc xoăn chán ghét khi phải nói chuyện với con rắn độc như cô ta, anh tạm biệt các con rồi rời đi. Sau đó anh đã gọi một cuộc gọi bí mật, yêu cầu đối phương điều tra nơi tổ chức và khách mời đến dự đám cưới của anh trai Sedat. Xem ra lần này anh ta sẽ tiếp tục giở trò. Bố Sedat ra phòng khách thì phát hiện con trai đã ngủ cả đêm ở sofa, ông cho rằng chắc chắn anh ta lại gây chuyện khiến Na Lan không vui. Nhìn thấy con dâu xuống nhà, ông bố liền hỏi cô ấy không thoải mái chỗ nào. Để bảo vệ bản thân, Sedat liền cắt lời vợ nói rằng do mình không khỏe nên đã chủ động ngủ ở sofa. Như vậy không những giải thích được mọi chuyện mà còn tạo cho mình một hình tượng người chồng tuyệt vời. Na Lan không thèm quan tâm đến những lời anh ta nói, cô chuẩn bị nói hết mọi chuyện đã xảy ra tối qua cho bố chồng. Nhưng vào thời khắc quan trọng thì bà mẹ đi tới ra tay hỗ trợ con rể đánh lạc hướng ông thông gia, rồi kéo con gái đến phòng làm việc yêu cầu con gái đừng nhắc đến chuyện này nữa, hãy bỏ qua tất cả, coi như chưa có chuyện gì xảy ra để hai vợ chồng trở lại bình thường. Na Lan đã chán ngấy khi phải nghe những lời khuyên giả tạo này, cô nói rằng bây giờ mình chỉ cần được yên tĩnh. Vừa về phòng, Sedat lại tới trách vợ hành động bồng bột mới dẫn đến hiểu lầm không đáng có này. Câu nói này đã chọc giận Na Lan, cô lớn tiếng mắng chồng vô liêm sỉ, đến giờ này vẫn nói dối không chớp mắt. Sedat vẫn giả vờ mình vô tội. Na Lan liền nói lý do trước đây tôi không vạch trần anh là vì tôi giả ngốc mà thôi, nếu không thì anh cũng không có tư cách để đứng đây nói dối tôi, ngày nào tôi cũng mất ngủ khi phải sống với một kẻ dối trá như anh. Sau này anh đừng lảng vảng trước mặt tôi nữa. Trên bàn ăn, anh rể kể chi tiết các việc cần làm trong đám cưới của anh cả một cách hợp lý để đám cưới diễn ra tốt đẹp. Cả nhà cảm ơn anh ấy vì những đóng góp cho gia đình này. Bố Sedat nhìn thấy các con lần lượt kết hôn, ai cũng có một gia đình hạnh phúc viên mãn, ông hy vọng cuộc sống sau khi kết hôn của hai vợ chồng con trai cả cũng ngọt ngào giống như Na Lan và Sedat. Câu nói này khiến Na Lan bật cười. Sedat còn tưởng rằng vợ mình đang vui liền đề cập đến cuộc hôn nhân của họ trước mặt mọi người, mới đó mà hai người đã kết hôn được một năm rồi. Na Lan nghe xong liền nhớ lại những ký ức đau khổ, nếu như biết trước mình sẽ lấy phải người chồng khốn nạn như vậy thì dù có bị mẹ đánh chết mình cũng không lấy anh ta.
Anh trai lại lần nữa nhắc Nalan đừng để người nhà lấy danh nghĩa tình yêu làm tổn thương mình. Như vậy bản thân sẽ giống như hai con chim bồ câu này mãi mãi bị nhốt trong lồng. Để động viên Nalan có thể dũng cảm đứng lên, anh quyết định sẽ thả bồ câu bay đi để chúng tìm lại tự do. Nalan nhìn bồ câu bay vút lên trời, cô thầm nghĩ không biết bao giờ mình mới được tự do. Sau khi anh trai rời đi, Nalan trở về phòng sắp xếp hành lý để chuẩn bị tới dự đám cưới. Lúc này bà mẹ đột nhiên xông vào phòng yêu cầu con gái ngồi xuống giường. Bà bắt đầu làm những động tác kỳ quái, miệng không ngừng lẩm bẩm cầu cho tất cả những người đàn ông tránh xa con gái mình để con bé ghi nhớ những đạo đức và danh dự. Sau đó, bà lại thổi hơi thở thần tiên để xua đuổi mọi tà ác. Nalan bất lực trước những hành động của mẹ. Xe đắt mang theo hai bộ vest tới muốn nhờ vợ chọn giúp mình. Nalan liền nói rằng anh ta mặc bộ nào cũng được nhưng vẫn thiếu một chiếc chuông. Xe đắt không hiểu ý của vợ là gì. Nalan nói rằng người đẹp vì lụa, chó thì phải đeo chuông mới vui cửa vui nhà. Chuyện này mà anh cũng cần phải hỏi sao, dù anh mặc gì đi nữa thì anh vẫn là một tên khốn. Bên này bà béo đến phòng của con gái. Nhìn căn phòng trống rỗng khiến bà có những cảm xúc lẫn lộn. Hôm nay vốn là ngày vui của con gái mà mình lại thui thủi ở nhà một mình. Sau đó, bà đã gọi cho bố xe đắt kiên quyết từ chối tham dự đám cưới của con gái, tuyên bố mình không chấp nhận cuộc hôn nhân này. Bố xe đắt nghe xong liền nổi giận chuyện đã qua 30 năm rồi mà tại sao bà vẫn không chịu buông bỏ. Bà béo yêu cầu một tiếng sau gặp ở chỗ cũ nếu không bà ta sẽ tới phá hỏng đám cưới. Bố xe đắt rất hài lòng với người tài xế này. Ông động viên anh ấy hãy coi mình như một thành viên trong gia đình này cùng mọi người tới tham dự đám cưới của con trai ông. Sau đó cả nhà cùng nhau đi tới đám cưới. Một lát sau hai vị phụ huynh đều đã đến điểm hẹn, hai người nhìn nhau ánh mắt lộ rõ sự căm thù. Bố xe đắt rất phẫn nộ trước những hành động của bà béo. Tôi thừa nhận năm xưa tôi đã phụ lòng bà, nhưng ân oán giữa chúng ta không thể để những đứa trẻ vô tội phải chịu hậu quả được. Bà béo nói rằng hôm nay mình đến đây không phải để phá đám cưới của con gái mà là để thông báo cho ông ấy một tin bất ngờ. Năm xưa trước khi kết hôn với ông thì mẹ xe đát đã sống chung với tên đầu chọc rồi, đương nhiên bố mẹ bà ấy hoàn toàn không biết chuyện này. Đến khi tên đầu chọc đi lính, bà ấy đã đợi ông ta rất nhiều năm, đúng là một tình yêu mãnh liệt. Đây gọi là nhân quả báo ứng. Nếu như không phải vì bố bà ấy nhìn trúng ông thì bà ấy và tên đầu chọc đã kết hôn sinh mấy người con rồi. Hơn nữa suốt bao nhiêu năm nay họ vẫn liên lạc với nhau. Bố xe đát nghe xong tức đỏ mặt. Ông yêu cầu bà béo đừng dùng những lời nói dối này để phá hoại hạnh phúc gia đình mình. Trong lòng ông vợ mình là trên hết, ông không cho phép cái miệng thối của bà ta làm vấy bẩn vợ mình. Hai người từng yêu nhau sâu đậm bây giờ lại dành cho nhau những lời nói tàn nhẫn nhất, họ giống như kẻ thù không đội trời chung, dường như đã quên những kỷ niệm hạnh phúc năm xưa. Tới khách sạn Nalan xuống xe thì bị tài xế gọi lại, anh động viên cô ấy hãy quên đi những chuyện không vui, nếu như có chuyện gì xảy ra thì cứ đến gặp mình. Nalan vừa vào bên trong đã nhìn thấy bạn thân. Cô bạn thân chủ động đi tới xin lỗi Nalan vì chuyện lần trước. Hai người ôm chầm lấy nhau làm hòa. Lúc này con gái bà béo đang trang điểm, gương mặt cô tràn ngập sự hạnh phúc khi sắp được kết hôn với người mình yêu. Khi chị gái xe đắt nhìn thấy cô dâu mặc váy cưới đã vô tình khen cô dâu những điều tương tự như năm ngoái đã nói với Nalan. Câu nói này khiến Nalan bật cười, lúc đầu cô cũng rất hạnh phúc khi được gả cho người mình yêu. Vốn tưởng rằng như vậy sẽ thoát khỏi sự kiểm soát của mẹ nào ngờ bi kịch vẫn tiếp tục diễn ra. Bạn thân đứng bên cạnh cũng nhận ra sự khác thường của Nalan. Nalan lấy một ly rượu từ chỗ nhân viên phục vụ rồi kéo bạn thân sang một căn phòng khác. Cô tâm sự với bạn thân mình đang rất mệt mỏi. Lúc đầu tưởng rằng xe đát là bạch mã hoàng tử đến cứu mình, thậm chí cô còn mơ thấy cảnh được bên anh ta vô số lần nào ngờ chính anh ta đã đẩy mình xuống địa ngục. Bây giờ cuộc hôn nhân này đã tan vỡ nhưng vẫn phải cố duy trì. Mỗi đêm cô đều khóc khi nhớ lại những gì mình đã phải trải qua. Nghĩ lại lúc trước mình sống chất đòi cưới anh ta, bây giờ mới nhận ra đúng là đáng đời. Nalan nói rằng mình khẳng định đứa bé trong bụng con tiểu tam đó là con của xe đát nhưng không có ai đứng ra giúp mình cả. Thay vào đó mọi người đều nghĩ mình bị tâm thần nên sinh ra ảo giác. Bạn thân rất đau lòng khi thấy Nalan như vậy. Bà mẹ phát hiện không thấy con gái đâu nên đã tới tìm. Nalan nhìn thấy mẹ liền chủ động đi tới ôm mẹ để ngăn cản bà ấy hỏi bạn thân họ vừa nói chuyện gì. Lúc này cô người yêu cũng mặt dày tới đám cưới. Chị gái xe đát cảm thấy ghê tởm khi nhìn thấy vị khách không mời mà đến. Chị gái khuyên cô ta hãy rời khỏi đây. Đám cưới này không ai hoan nghênh cô ta cả. Đừng lúc nào cũng như con ruồi bám lấy gia đình họ. Tốt hơn hết hãy ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thai. Cô người yêu cũ lập tức bỏ ra ngoài không thèm quan tâm tới những gì chị gái nói. Lúc này Nalan vừa uống rượu nên hơi say, nhìn thấy người yêu cũ của chồng xuất hiện ở đây cô lập tức đi tới chế giễu cô ta ở đâu cũng thấy vác mặt đến. Cô người yêu cũ liền nói rằng mình đến đây vì thật lòng muốn chúc phúc anh trai xe đát, đồng thời cô ta còn khuyên Nalan nên uống ít rượu để tránh nói nhảm, như vậy sẽ rất mất mặt trước đám đông. Nalan nghe xong lập tức đáp trả cái thứ rác rưởi như cô lấy tư cách đếch gì mà dám dạy đời tôi, tốt hơn hết cô nên ngậm miệng lại. Sau đó Nalan đổ hết rượu trong tay mình lên người con tiểu tam rồi yêu cầu cô ta hãy mau đi làm sạch quần áo của mình, nếu không sạch được thì hãy biến về nhà. Cô người yêu cũ sững sờ trước hành động của Nalan. Tuy nhiên bất ngờ vẫn còn ở phía sau, bây giờ tên tóc xoăn đang trên đường tới khách sạn. Khi mọi người đang rất vui vẻ chúc phúc cho anh trai, cô người yêu cũ vẫn trơ tráo đến hội trường coi mình như người trong nhà. Rõ ràng có thể thấy tất cả mọi người đều không hoan nghênh cô ta. Bà mẹ cảnh cáo cô ta không được gây chuyện ở đây.
Khi nghi lễ chuẩn bị bắt đầu, anh trai đến phòng đón cô dâu, nhưng khi anh gõ cửa thì không thấy ai trả lời. Hơn nữa trong phòng cũng không có ai cả. Khi anh đang suy nghĩ không biết cô ấy đi đâu rồi thì nhìn thấy bức thư và chiếc nhẫn cưới ở trên bàn. Điều này khiến anh có dự cảm không lành. Em xin lỗi, mong anh hãy tha thứ cho em. Trái tim anh như vỡ vụn khi đọc thư vợ để lại. Lúc này anh rể xe Daddy tới thúc giục anh trai nhanh lên nếu không sẽ trễ giờ. Anh trai vội vàng gọi cho vợ nhưng đối phương đã khóa máy. Bây giờ cô dâu đang trên đường đi cùng mẹ đến một thành phố cách đó rất xa. Bà béo vì để trả thù bố xe đắt nên đã kéo con gái đi ngay trong đám cưới để cả gia đình họ phải mất mặt. Sau khi biết chuyện, anh rể lập tức chạy xuống báo cho vợ mình và xe đắt. Ba người họ đều không biết sẽ phải giải thích với khách mời như thế nào. Lúc này tên tóc xoăn đã có mặt tại khách sạn. Cô người yêu cũ kinh ngạc khi nhìn thấy anh ta vì cô chắc chắn anh ta đến đây để gây chuyện. Hết cách cô ta chỉ đành nói thật với hai chị em xe đắt hôm nay anh ta đã tới tình mình. Hơn nữa con gái đã vô tình để lộ chuyện mình có thai. Cô ta cho rằng mình sẽ không thể tiếp tục ở lại đây nếu không e rằng sẽ không thoát được. Nhưng khi cô ta đi ra cửa sau để chuồn về thì bị tên tóc xoăn tóm được. Xe đắt lo lắng sẽ xảy ra chuyện nên đã ra tìm. Nhìn thấy hai người đang cãi nhau kịch liệt, anh tức giận đi tới ngăn họ lại. Nhìn thấy xe đắt xuất hiện khiến tên tóc xoăn càng thêm tức giận. Anh ta mỉa mai xe đắt ăn lại đồ thừa của mình, sau đó nói thẳng mình sẽ vào trong để kể hết cho mọi người biết về những chuyện dơ bẩn mà hai người đã làm. Bị tên tóc xoăn kích đều, xe đắt như mất hết lý trí lao đến cho anh ta một trận tơi bời. Cô người yêu cũ vội vàng can hai người họ nhưng vô ích. Tiếng động lớn đã thu hút sự chú ý của chị gái, cô kịp thời chạy tới ngăn cản cuộc hỗn loạn này. Bên này tên đầu chọc cũng đã tới phòng tìm mẹ xe đát để chuẩn bị thông báo cho bà ấy một bí mật mà mình biết. Tuy nhiên lúc này bố xe đát mở cửa bước vào cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Ông yêu cầu hai người giải thích về những chuyện trong quá khứ của họ. Mẹ xe đát vô cùng kinh ngạc, không ngờ quá khứ mình đã giấu mấy chục năm nay cuối cùng đã bị đào ra. Cùng lúc đó Nalan đang đi dạo trong vườn thì phát hiện ở đây có một cây hoa ngọc lan. Người thấy hương hoa khiến cô cảm thấy sảng khoái. Tài xế lo lắng cho Nalan nên đã tới tìm cô ấy. Hai người tránh xa tầm mắt của mọi người bắt đầu nói chuyện thoải mái với nhau. Nalan uống say chút bỏ hết những tâm sự trong lòng. Tài xế chỉ đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát cô ấy. Nalan bảo tài xế ngồi xuống nói chuyện với mình. Khi tôi bị mắc kẹt trong vũng lầy không thể thoát ra được là anh đã đưa tay ra kéo tôi lên. Từ nhỏ đến lớn tôi đã không có tự do, làm việc gì cũng bị mẹ kiểm soát, tôi chính là con rối trong tay bà ấy. Trời tối không được ra ngoài, không được nói chuyện với đàn ông, không được tự mình tắm, không được tự ý ăn món ăn mình thích. Tài xế an ủi Nalan bây giờ dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì anh sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ cô ấy. Lúc này bà mẹ và bạn thân ở trong hội trường đang tìm kiếm Nalan khắp nơi bởi vì Nalan đã uống nhiều nên bà sợ con gái sẽ làm ra chuyện không hay. Tuy nhiên trong lòng Nalan đang tràn ngập tình yêu, cô chủ động hôn tài xế, hai trái tim có cùng nhịp đập đã vô thức ôm lấy nhau, không cần nói quá nhiều chỉ cần ánh mắt chiều mến đó. Lúc này thời gian như dừng lại chỉ còn hai người họ hạnh phúc bên nhau. Xem đến đây tôi còn căng thẳng hơn hai người họ vì sợ bà mẹ sẽ xuất hiện. Mùa 2 của bộ phim đến đây là kết thúc. Vui lòng để lại bình luận phía dưới để bọn mình có thêm động lực làm mùa 3 của bộ phim nhé.